Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp đó thì chúng ta đang tìm hiểu bài kinh Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt là cái bài kinh mà nói một cách tóm tắt về cái việc mà phân loại đó là cái phước báu của chúng sinh để trở thành cái hạng người ưu, tức là cao quý, hay là hạng người hạ liệt, tức là hạng người thấp hèn. Thì tất cả những cái chúng sinh mà được cái hưởng cái phước báu để trở thành một cái người cao quý hay là một cái người hạ liệt thì nó nằm trong cái nghiệp của cái người này tạo tác. Thì như chúng ta hiểu rằng đó, nếu mà một cái người mà do cái hằng ngày trong cái đời sống của mình đó, mình suy nghĩ cái gì, mình nói năng cái gì và mình hành động như thế nào, mà trong đó mình có cái sự cố ý trong đó, tức là mình có cái tác ý muốn làm, tác ý hành động để mình tạo tác bằng ý, tạo tác bằng khẩu, tạo tác bằng thân, và nó hình thành nên cái thói quen mà nó gọi là cái tính cách của mình hay là cái tính tình của mình. Thì khi mình nói cái tính tình của mình, mình nói cái tính cách của mình, tức là cái thói quen này nó là cái vết hằn từ tiền kiếp và cho đến cái kiếp này nó động lại, nó thành ra cái tính tình của mình, thành ra cái gọi là cái nhân cách của mình. Cái cách đó nó hiện ra trong cái nếp suy nghĩ của mình, trong cái cách thức nói năng của mình, trong cái cách thức ứng xử của mình. Nó nằm đây, nó hình thành ra cái thói quen, cái tính cách, một cái riêng, cái thuộc về cá biệt của mình mà mình mang theo trong nhiều kiếp bằng cách là mình tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Ở đây tất cả đều do nghiệp hết. Vì vậy khi mà nói đến nghiệp là chúng ta nói đến cái chuyện là gieo xuống cái nhân, và khi nó gieo xuống hạt giống thì bắt buộc nó phải tạo cái quả. Và như lần trước chúng ta nói đó, ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, thân hành nghiệp. Nhưng mà ý hành nghiệp thiện, ý hành nghiệp bất thiện, tức là ý mình khởi lên, nó tạo tác cái điều đúng, cái điều mà nó đem lại cái quả bình yên cho chúng ta, và cái điều mà chúng ta sai lạc hoặc chúng ta lầm lẫn, chúng ta lầm lỗi, chúng ta tội lỗi, thì những cái đó nó tạo cái quả đau khổ và bất hạnh cho mình. Thì như vậy ý này nó hành cái nghiệp thiện, nó hành nghiệp bất thiện, nó đi từ trong cái ý thiện ra, hoặc là nói những cái lời từ trong cái ý bất thiện ra, nó đi từ ý mà nó hiển lộ ra bằng khẩu. Như nơi đây nè, xuất phát từ trong cái ý mình nè, thì nó đi ra bằng cái miệng mình nói nè, nó đi ra bằng cách nó tạo tác rất là nhiều những cái hành động, tạo rất là nhiều. Như vậy đây, đây là thân, thân hành đây, đây là khẩu hành đây. Thì chúng ta thấy cái đường dẫn của nó nằm trong ý. Ý mà nó thiện hay bất thiện thì khẩu cũng theo đó mà thiện hay bất thiện. Và từ cái chỗ này thì nó ra cái cách ứng xử của mình cũng thiện hay bất thiện. Thì thiện hay bất thiện á, thì nó đều trổ quả hết. Những cái bất thiện đây nó sẽ tạo quả bất thiện chỗ này. Những cái hành động thiện của chúng ta đây nó sẽ tạo quả thiện hữu nhân đây, tạo quả thiện vô nhân đây. Khi một người hành cái pháp thiền, thiền định trổ quả thiền định. Người hành thiền vô sắc giới trổ quả hành thiền vô sắc giới. Và cái người mà đắc đạo tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì này cũng chứng quả tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta gieo, nghiệp đây là gieo xuống cái nhân, thì nó phải có cái quả. Và nói trong dục giới, tức là chúng ta có ba cõi,
trong cái pháp thế gian mà để chúng ta luân hồi trong tam giới, thì chúng ta có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái mà trong cái bài kinh này đó là đang nói đến cái dục giới đây. Thì trong dục giới đó, khi chúng ta gieo xuống cái nghiệp, mà nếu nó nghiệp thiện đó, thì nó sẽ trổ cái quả thiện ở đây, và chúng ta được nhiều cái phước báo, và được gọi đây là hạng người ưu. Còn nếu như mà chúng ta cái phước báo nó kém quá, mà những cái mà thuộc về sai lầm của chúng ta lệch lạc chúng ta nhiều, thì chúng ta đó là nó có cái khuynh hướng mà làm sai, khuynh hướng làm không đúng, khuynh hướng đi vào tối tâm, khuynh hướng đi vào cái sự lệch lạc, thì tất cả những cái đó là những cái mà nó gọi là thấp hèn, tại vì nó nằm trong cái bóng tối, nó nhơ bẩn, nó hôi hám, và nó là coi như là chìm khuất xuống, khó mà ngôi trở lên, cho nên nó thuộc vào cái dạng thấp hèn. Thì nơi đây khi mà phân biệt thành ưu liệt, tức là cao quý hay thấp hèn đó, thì chúng ta phân biệt rõ ràng giữa cái pháp thế gian và cái pháp về tâm linh. Pháp thế gian thì khi chúng ta đó tạo cái phước thiện, tức là chúng ta hành xử bằng các cái tâm thiện đây, thì chúng ta có cái quả phước thiện. Nhưng mà trong cái pháp thiện này nó lại chia làm hai loại, tức là nó có cái tâm thiện, bốn cái tâm thiện ly trí, và bốn cái tâm thiện hợp trí. Mà chúng ta gọi vắn tắt rằng bốn cái tâm thiện ly trí nó là pháp thiện, còn bốn cái tâm thiện hợp trí chúng ta gọi là thiện trí. Và cái phước thiện này đó, cái phước thiện mà chúng ta gọi là cái tâm thiện ly trí đó, thì nó tạo nên quả phước thiện, và nó chính là cái tục sản ở thế gian này. Còn cái phước mà nó thuộc về thiện trí đây, bốn cái thiện trí, khi chúng ta tạo tác bằng cái thiện trí này, thì cái quả của cái phước trí này nó chính là cái thánh sản, nó đang phát sinh, đang khởi sinh, và nó đang tiến hóa trong tâm của mình, thì nó là cái thánh sản. Cái tục sản chúng ta nói một cách nôm na đó là những gì chúng ta có được, chúng ta sở hữu được trên thế gian này. Cái thứ nhất chúng ta có cái thân này. Cái thứ hai đó là chúng ta có cái đời sống nội tâm này. Cái tiếng mà chúng ta nói có đó, nhiều lần chúng ta biết rồi, đây là cái cách mà để ôn tập thôi. Thì chúng ta thấy đây là cái pháp thiện này. Pháp thiện nằm đây là pháp thế gian này. Đây là thiện trí này. Nói về tâm linh này. Và đây ba cái này là những cái pháp tâm tối đây. Nó chính là tham, nó chính là sân, và nó chính là si. Đây là cái phần hạ liệt đây. Thì cái con đường tái sanh là con đường thoái đọa, cho nên nó hạ liệt ngay trong cái mà cái quả hiện tại của nó. Và nó tiếp tục như vậy thì con đường thoái đọa nó là con đường đương nhiên. Còn cái con đường của thiện và thiện trí đây là cái con đường mà nó thuộc về cái tiến hóa về mặt tâm linh, đặc biệt là cái vấn đề thiện trí. Thì khi mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta hiểu này, khi mà chúng ta có cái thân này thì chúng ta hiểu rằng đó là khi thân ngoại mãn chung, tử rồi, đây là cái phát na tục sinh. Thì cái tâm quả tục sinh nó sẽ hình thành nên cái sắc pháp này. Nó nương vào tinh cha quyết mẹ. Nhưng mà cái trong cái nương đó, nó đã có cái duyên, cái nhân quả với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên nó sẽ có những cái điểm trùng. Cái điểm trùng đó chính ở cái chỗ mình nói là nó giống cha nó cái này, cha nó có cái tánh tốt này, nó giống cha nó thông minh học giỏi, nó giống mẹ nó ở chỗ là mẹ nó rất là cần cù, chịu khó và nhẫn nại. Cái phước báu của cái đứa trẻ sinh ra đó là nó hưởng được cái phần tốt nhất của cha nó hưởng được cái phần tốt nhất của mẹ nó. Thì đó không phải là cái tình cơ,
mà nó do trong cái quả nghiệp của nó là nó phải tạo tác nên những cái đó, thì cái người cha của người mẹ nó phải có được cái phẩm chất đó nó mới phối hợp. Rồi có những cái đứa con á, nó sinh ra thì nó tập hợp những cái xấu của cha và của mẹ nó, thì cũng không phải là tình cơ, bởi vì bản chất của nó như vậy thì nó phải phù hợp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ câu thông với nhau và nó sẽ hiển lộ cái đó. Nếu mà có những cái trường hợp đặc biệt thế này, là cha mẹ của nó, cả cha cả mẹ đều là người tốt, nhưng mà ở cái mức A thôi, tốt mức A thôi, nhưng mà cái đứa con mà sinh ra đó là nó toàn là A cộng trở lên không, nó A cộng không. Bởi vì sao? Là vì do cái nghiệp thiện và thiện trí của nó quá lớn, cho nên đưa vào cái người cha tốt, đưa vào cái người mẹ tốt đây, mà cái phẩm chất nó vượt lên trên cái này nữa. Thí dụ như chúng ta nói là Thái tử Siddhartha sanh ra có cha là đức vua, mẹ là hoàng hậu Maya, là hai người là có cái phước báo tột đỉnh về về mặt thế gian, mà đồng thời về mặt tâm linh á, thì đây cũng là một cái người mà cũng có cái thánh sản. Bằng cớ là sau này thì vua Tịnh Phạn cũng đã đắc đạo quả và hoàng hậu Maya cũng là đắc cái đạo quả, nhưng mà cái người mà vượt trội lên này đó là chính là con trai là Thái tử Siddhartha sinh ra cái sản phẩm này, nó là cái sản phẩm của A cộng. Vậy hiểu cái này chưa? Thành ra ngay mà chúng ta đã có một cái thân thể như thế này, từ cái sắc diện nó nằm vào trong cái phần chúng ta gọi là cái sắc đây. Lần trước sư cô có giảng cái đẹp xấu này đó, nó không phải chỉ duy có cái tướng, mà nó còn nằm ở trong cái sức mạnh thuộc về cái thể chất. Tức là cái người này đó là sinh ra với cái dáng vẻ, cái dung nhan, cái tướng mạo đó là nó vượt trội, tức là nó đẹp. Vì thi hoa hậu thì chấm là hoa hậu hoàng vũ chẳng hạn vậy, thì cái đó là cái phước báo đó. Rồi còn thêm một cái nữa là cái hệ thần kinh của cái người này đó là cực kỳ sắc bén. Còn thêm cái phước thứ hai đó nữa, nó nằm trong chỗ đó không, chứ không phải chỉ tướng mạo thôi. Bởi vì cái hệ thần kinh mà cực kỳ sắc bén đó thì nó sẽ là trợ duyên, nó là sẽ là cái phương diện, phương tiện tốt nhất để khi mà các cái pháp nó khởi lên, đặc biệt là nó bắt đầu từ cái chỗ này, từ cái phân đoán này, để nó đưa đi đến cái hoạt động mà thuộc về nghiệp, thuộc về động tốc đây, thì cái phân đoán này nó sẽ đi vào trong như lý tác ý. Thì cái người này đó làm điều lành, điều tốt, tâm lúc nào cũng có cái phước báu để cho cái thiện và cái thiện trí này nó khởi sanh nơi cái động tốc này. Tức là nó tạo tác trong tâm, nó tạo tác bằng cái lời nói và nó tạo tác bằng cái ứng xử của người này. Thì cái phước báo nó nằm đây. Mà cái hệ thần kinh phải thật tốt. Còn hệ thần kinh trục trặc là nó không hiển lộ được. Cái phước báo nó không những là cái quả nó nằm trong cái thể chất này, mà thể chất này nó là một cái phương tiện, đặc biệt là cái hệ thần kinh, nó để cho những cái pháp mà thuộc về những cái pháp thiện này nè, nó được khởi sanh nhiều hơn. Và những cái pháp bất thiện này nó hiếm có cơ hội để nó trổ sanh. Mà khi đó, đó là người con người ta không hiểu, do mình thích hưởng những cái cảm giác, trong khi uống rượu, trong khi ma túy chẳng hạn vậy, thích hưởng những cái đó. Nhưng mà để trả lại là cái gì? Nó làm cho cái hệ thần kinh thứ nhất là mũi lượt, cái thứ hai là nó bị rối loạn, nó bệnh hoạn về cái hệ thần kinh. Thành ra khi mũi lượt rồi á, thì người ta làm trong cái bóng tối của cái sự u ám nội tâm của mình. Và cái thứ hai nữa là cái người này như vậy là khi nó bắt đầu nó khởi bệnh lên á, là nó không còn giữ được cái phước báo về tâm linh nữa, cho nên là nó lãm nhãn, nó tầm sàm tầm bế rất là nhiều. Hoặc là thí dụ như mình không có thọ hưởng như vậy, nhưng mà cái mà mình thọ hưởng mà mình không biết, nó lại không nằm trong cái thức ăn, cái vật uống và cái hưởng thụ của mình,
Nhưng mà mình lại thọ nhận cái đau khổ và mình giữ nó lâu quá. Cái phiền muộn, cái sân hận, cái tức tối, mình thọ dụng nó nhiều quá. Đầu tiên nó đến với mình nó như một cái tai nạn, như cái sự bức bách, như sự áp chế. Nhưng mà mình cứ lưu giữ nó thì mình bệnh. Cho nên đến cái lúc nào đó thì mình cũng nói nhảm. Thân thể còn ăn uống được, còn đi đứng ra được, nhưng mà nó mê muội, nó không biết. Nó nói lộn xộn hết. Và có khi nó hiển lộ cái điều ác. Phần lớn là nó hiển lộ cái điều ác, nó không hiển lộ cái điều thiện. Trong khi mình không dùng ma túy, mình không dùng rượu, mình không dùng bất cứ một cái chất nghiện nào hết, nhưng mình nghiện sự đau khổ là do mình không có hóa giải nó. Mình không biết cách để rửa cái thùng rác trong cái nội tâm của mình. Mình không biết cách để vứt cái rác này ra đi. Và như vậy đó, nó thấm lần. Thành ra mình nghiện. Như vậy mà sư cô có nói cái câu á, là coi như là mình đó là giống như là mình thọ hưởng cái thú đau thương, hưởng cái thú đau thương mà mình không hề biết. Ngồi buồn, ngồi không có chuyện gì làm, tức là coi như mình thư thả rồi đó, yên ổn rồi đó, nó ở trong cái trạng thái quân bình đó. Nhưng mà khi nó thiếu trí tuệ là cái quân bình nó bắt đầu nó nghiêng xuống, là nó nhớ những cái chuyện không hay. Và đây là một cái mà trong cái hộ kiếp á, mà chính khi mình hành thiền mình mới nhận ra chỗ này. Là mình nói cái bình thường thôi nha, cho đến lúc mình hành thiền nó vẫn diễn ra cái này. Bình thường mình ngồi vậy chứ còn nó muốn nghĩ gì là tự nó nổi lên cái mình đi theo nó. Nó dẫn mình đi, bình thường vậy. Còn trong khi mình hành thiền đó, là mình đã có cái đề mục rồi. Và nếu như mình chỉ cần an trú trong đề mục đó là cái tâm mình nó ào quân bình. Mà nếu quân bình đâu á, thì cái định của mình nó bắt đầu nó vững chãi lên. Thì từ cái vững chãi đó thì mình sẽ tiếp tục mình thấy những cái khác thuộc về thân thọ tâm pháp. Nhất là thuộc về danh pháp thì mình sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà những cái lúc đó là nơi cái hậu kiếp mình nó vẫn khởi sanh, nó cắt ngang cái mình đang thấy cái đề mục đây. Nó vẫn cắt ngang và nó khởi lên. Mà mình không làm gì nó được hết. Tại sao vậy? Tại vì cái hoạt động của cái hộ kiếp nó đi từ trong cái vô lượng kiếp cho tới cái kiếp này nè. Hay nó đủ mạnh là nó lên, nó đủ mạnh là lên, nó đủ mạnh là nó lên. Vậy thấy không? Những cái người mà người ta tạo cái ác nghiệp nặng nhất là dễ thấy nhất. Ví dụ những người phạm cái tội giết người thì thông thường đó là ban ngày người ta cũng sợ, mà ban đêm người ta cũng sợ, mà nhất là người ta gặp cái ác mộng. Tại sao mà nó lạnh lùng, nó tàn nhẫn đến như vậy mà bây giờ nó lại sợ hãi? Tại sao khi cô chị ra tòa nó vẫn lạnh lùng mà bây giờ nếu mà cho phép nó là làm lại một lần thứ hai nó vẫn làm như vậy mà, nhưng tại sao ác mộng dẫn đến với nó? Tại sao trong cái tâm nó vẫn khởi lên cái sự sợ hãi? Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái pháp bất thiện mà khi mình phạm vào rồi thì nó sẽ quay ngược trở lại, là nó tấn công trở lại. Và khi mà nó tấn công trở lại như vậy là cái người bị tấn công bao giờ cũng cảm thấy bị bức xúc và sợ hãi. Cái luật nó đi như vậy. Thành ra khi mà những cái chúng sinh này nó tái sanh bất cứ cảnh giới nào thì cái mạnh nhất trong cái tâm của nó đó là cái ác nghiệp nó tạo ra, nó sẽ lặp đi lặp lại. Và cái sự sợ hãi này nè, cái ác mộng này nè, nó sẽ lặp đi lặp lại. Mà nó càng lúc nó sẽ càng nặng hơn. Nó nặng hơn cho nên nó mới chìm đắm trong cái thói đọa, và nó sẽ lún sâu trong cái địa ngục của nó. Cái này nó thuộc vào một cái nguyên tắc về tâm linh mà sư cô đã giảng nhiều rồi. Bất cứ khi cái sở hữu tư của mình đây, xúc thọ tưởng tư, khi tư này, sở hữu tư này nó tạo tác thành nghiệp trong cái tâm động tốc này, thì bất cứ nó tạo tác cái gì thì cái sở hữu tưởng này nó đều ghi nhận hết. Nó là cái camera. Mà bất cứ cái sở hữu tư nằm trong động tốc này làm cái gì thì nó ghi nhận hết. Và nó ghi nhận như vậy thì nó mới là góp phần vào trong cái dòng chảy của hộ kiếp đây.
Bởi vì một sát na này nó đi qua nó trở thành quá khứ. Một sát na này đi qua nó trở thành quá khứ thì nó nhập vào cái dòng này. Thì những cái mà mình sai trái nè, sai trái quá nặng nề, nó thành ra một cái dấu ấn không phai này, nó sẽ lặp đi lặp lại, nó sẽ lặp đi lặp lại, nó hành hạ. Và nếu như mà mình kém cái phước báo đó, mình phải tái sanh vào trong cái khoảng hạ liệt này nè, thì cái điều kinh khủng nhất á là cái sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng mà nó thuộc về những cái pháp sai lầm này nè, nó mạnh lắm và nó lặp đi lặp lại, nó không rời ra được. Trong khi mình có phước báo mà mình sanh ra làm người trở lên này, thì cái sở hữu tưởng nó nằm đây, mà nó là cái tưởng đúng nè. Tưởng đúng này, tưởng đúng này nó chính là cái phước thiện. Và cái tưởng đúng mà nó cao nữa, nó thuộc về cái phước trí. Thì thấy không? Thì cái này nó mạnh mẽ trong tâm của mình. Mà ngược lại khi nó đi vào cái đây, cái sở hữu tưởng này nó thuộc về sai nè, sở hữu tưởng này nó thuộc về lầm nè, và cái sở hữu tưởng này nó thuộc về tội lỗi nè. À, nó ghi lại, không những cái ghi lại những cái kinh nghiệm trong cái hành xử của nó, mà nó ghi lại tất cả những gì đã diễn ra trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, trong hành động. Và nó chìm xuống, nó cố định, nó rất khó thay đổi. Cho nên tại sao mà khi mình cầu siêu đó là mình cứ phải lặp đi lặp lại, cứ phải lặp đi lặp lại, cứ phải lặp đi lặp lại. À, cho nên mình cúng mình phải lặp đi lặp lại tối thiểu 3 lần. Còn mình là con cháu, mình muốn hồi hướng cho tổ tiên ông bà, mình lặp đi lặp lại hoài, cứ cầu siêu hoài, lặp đi lặp lại hoài, hồi hướng hoài. Mỗi một ngày mình làm được cái gì tốt thì mình cứ hồi hướng, và cứ cầu siêu, cứ hồi hướng cầu siêu, cứ hồi hướng cầu siêu. Ngay cả cái gia đình hiện tiền của mình cũng vậy. Cái người nào mà nó gây cái quan trái nhiều quá, nó trớ trêu hoài quá, thì mình cũng là hồi hướng và mình cầu nguyện cho người ta có cái phước trí. Bản thân của mình cũng có cái phước trí. Để chi? Để mình không có đi vào con đường lầm lỗi này. Vì cái con đường lầm lỗi này nó kéo tất cả những cái chúng sinh nào mà chứa nó trong người đó, nó sẽ đi vào con đường của hạ liệt. Đi vào con đường của hạ liệt. Và khi chúng ta mà đã làm người đây nè, mà chúng ta từ chối cái mối quan hệ giữa người với người nhau, mà chúng ta gắn bó cái mối quan hệ với mình với súc sinh, chúng ta gắn bó cái mối quan hệ của mình với ma quỷ, thì con đường tái sanh thấy rõ. Mình thấy chưa? Thấy rõ luôn. Cũng như bây giờ mình có con cái đi, mà nó lớn lên á, mình thấy cái khuynh hướng nó sử dụng cái gì, cái khuynh hướng của nó chơi với nhóm bạn bè nào, là mình biết con đường tương lai của nó. Cái đứa mà nó chịu học hành, không bao giờ nó đàn đúm với những đứa mà suốt ngày hết bài cái trò này tới cái bài trò khác, nó không có trong cái đám đó. Thì cái tâm mình nó cũng y như vậy thôi. Thành ra tất cả những gì là do nghiệp mà. Thành ra cái tục sản đó và cái thân mình nó cũng là tục sản. Cái mình có được đấy, cái mình có được là do mình thừa hưởng cái nghiệp mình đã tạo ra. Thân này chính là quả nghiệp. Và ngày nay cái tánh khí mình như thế này, cái đầu óc mình thông minh ít hơn thông minh nhiều, hay mình hưởng được tất cả cái gì đó, thì tất cả nó cũng đều là cái quả nghiệp. Như vậy cái tục sản mà chúng ta có được đầu tiên là cái thân và cái tâm này, thì nó là quả nghiệp. Bây giờ mình sinh ra trong cái gia đình này, cha mẹ họ tộc mình là quả nghiệp của mình. Nếu mình có đầy đủ phước báo thì mình sinh ra trong một cái gia đình, một là giàu có về của cải được không thiếu, hai là cái người có đức độ, ba là có cả hai cái này. Còn khi mình thiếu đó, thì có thể mình sinh ra trong nghèo, cha mẹ có đức độ. Có thể mình thiếu đó, sinh ra đó, là coi như là cha mẹ giàu có nhưng không có cái đức độ. Mình có thể sinh ra đó là đã nghèo mà cha mẹ còn bê bối nữa. Hoặc là mình sinh ra đó đã nghèo đã khổ rồi, lại còn không có cha không có mẹ, không có cội nguồn, không có nguồn gốc ở đâu. Thì tất cả là cái gì?
tất cả không có một thượng đế nào bất công cả, mà tất cả là do chính mình đã tạo tác sai. Mình tạo bất công cho người khác, cho những nạn nhân của mình, thì bây giờ đây cái sự bất công đó nó hiện hữu trong cái đời sống của mình, để mình nhận ra rằng mình đã tạo tác cái gì và bây giờ mình thay đổi hay không. Cho nên là sư cô coi những cái bài báo mà nó viết về những cái phiên tòa xử đó, thì trong những cái phần người ta luận tội có cái phần người ta nói thế này. Có phần người ta nói rằng vì cái đứa trẻ này đó là nó, cha mẹ nó lo sinh sống làm ăn, không có thời giờ để mà gần gũi giáo dục nó. Lý do nữa là cái đứa nhỏ này khi sanh ra đó là nó không có được học hành, chữ nó viết cũng không rành nữa, cho nên bây giờ nó ra cái đó. Cái đứa nhỏ này là do đó là cặp kè bạn bè nó ra như thế này. Đứa này là do cha nó, mẹ nó nhậu nhẹt bài bạc cái này nó ra thế này. Nhưng mà chúng ta nhớ trong đó có cái phần này, nó liên quan rất là nhiều, nhưng mà có cái phần nó nói này, có cái phần là do cha mẹ không có quan tâm chăm sóc tới cái đứa nhỏ này. Thấy không? Nhưng mà cái này nó chỉ là một cái phần ở bên ngoài thôi. Bây giờ cái đứa nhỏ này, cha nó nè, mẹ nó nè, nói chung là cả một cái gia đình đó nè, trường học nè, xã hội nè, nó hình thành cái là nó bao bên ngoài thôi. Nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó đem đến thôi, nó tạo cái duyên lành. Thấy không? Thì người ta nói là vì cha mẹ nó không quan tâm, vì gia đình dòng họ của nó cũng không quan tâm tới, trường học cũng không có cái điều kiện quan tâm tới nó, xã hội cũng không chăm sóc nó, tổ dân phố, hội phụ nữ, công đoàn gì đó không chăm sóc nó. Nhưng mà đây là những cái yếu tố thuộc về trợ duyên. Cái chất liệu chính yếu của nó là nằm ở đây. Vậy thôi. Khi nào cái mà gọi là cái nhân á thì nó là chính, còn cái này nó là cái duyên. Người ta cho rằng trong cái phạm tội của nó là do nó thiếu những cái duyên lành. Nhưng mà cái thực chất á là cái nhân lành của nó yếu. Hiểu rõ chưa? Mà nói theo nhà Phật á là cái phước của nó về mặt tâm linh nó thiếu, cho nên nó không có cái duyên lành này. Phước về cái thế gian này nó thiếu, cho nên nó không có cái duyên lành này. Nó tạo tác ra mà, nó phải bị. Được, bây giờ trong cái mờ tối của nó thì nó cứ tăng trưởng lên cái này, mà nó tạo thành ác nghiệp. 12, 13 tuổi là đứng đầu một cái băng cướp. Con gái thôi, 12, 13 tuổi đứng đầu băng cướp, mà con gái. Là nó sanh ra nó giống như là nó không có dính dáng gì đến cha mẹ của nó hết. Cái phước của nó thiếu, cho nên nó sinh ra trong gia đình đó, cha mẹ nó cái điểm âm là nhiều, nó sinh ra cái phần điểm âm cũng nhiều, mà nó là âm vượt trội, cho nên nó cộng âm, nó cộng âm, nó cộng âm. Bây giờ mình trách cha trách mẹ nó thì chỉ là cái mà người ta nhìn thấy trong cái nhân trực tiếp, cái duyên trực tiếp thôi, chứ còn trong cái sâu xa đó là cái quả nghiệp nó trở đi, nó tạo tác như vậy, cho nên bây giờ nó không có được những cái phước báo này. Thành ra cái tục sản đó nó nằm trong dòng họ cha mẹ anh em, nó nằm trong lối xóm, nó nằm trong cái trường học, nó nằm trong cái môi trường xã hội, nó gói gọn trong cái khu phố đó, trong cái làng đó, trong cái tỉnh đó, trong cái khu vực đó. Có khi nó còn bỏ ra khỏi cái khu vực đó, nó đi tới những cái khu vực khác, đi xa hơn. Có những đứa đi sang Campuchia, có những đứa đi sang Lào, có những đứa vượt sang Thái. Thậm chí quý vị theo dõi về báo chí, quý vị thấy đó, những cái người Việt mình đi ra nước ngoài thành tựu là phần nhiều, nhưng mà cái phần nhỏ đó cũng có những người mà đi vào trong những cái băng đảng, cũng có tạo nên những cái điều bất hạnh cho chính mình, chứ không phải là ở một cái nơi mà người ta gọi là những cái duyên lành nè, nó có nhiều. Giống như cái đất tốt này nó có nhiều, nhưng nó không gieo xuống hạt giống tốt, mà nó gieo xuống hạt giống xấu thì nó vẫn xung xuê như thường, nó xung xuê cái xấu của nó.
Vì vậy chúng ta thấy tất cả những cái tục sản mà chúng ta có được từ cái thân thể, từ nơi cái tâm linh của mình, và tất cả những gì mà mình tiếp nhận mà nó có liên quan với mình đây, nó đều nằm trong cái quả phước mà mình tạo ra, nhiều hay ít. Quả phước thì ít mà cái sai lệch thì nó nhiều. Bây giờ đây đó, khi mình sanh ra là cái sự bất hạnh nó dính chặt với mình. Đó, chúng ta thấy rõ. Và cái thánh sản là con đường tâm linh, mà nó nằm trong cái mục số 7 mà cô cũng nói đó, là trong kinh có nói là nó đủ hay là nó kém. Thì cái này đã giảng rồi, chẳng qua là bữa nay gặp cái bài này thì chúng ta ôn lại một chút mà thôi. Cái chữ trí thì chúng ta phân ra làm hai loại. Cái thứ nhất nó gọi là trí thông minh, thuộc về thế gian. Còn ở đây á, nó thuộc về cái thứ hai, nó thuộc về trí tuệ tâm linh. Trí chia ra vậy. Khi mà cái trí thông minh thuộc về cái thế gian này đó, thuộc về thế gian này đó, thì nói về chi pháp đó, nó chính là sở hữu tưởng. Mà sở hữu tưởng đúng, sở hữu tưởng nó nằm đây, xúc thọ tưởng nằm trong cái phần số 3 là sở hữu tưởng. Còn cái trí tuệ tâm linh này nó nằm trong sở hữu trí tuệ. Nói về chi pháp nằm trong sở hữu trí tuệ. Lần trước sư cô nói rồi, bây giờ hệ thống lại. Là cái trí thông minh về thế gian này, nó thuộc về sở hữu tưởng đúng, thì nó sẽ hiện ra dưới cái dạng đó, chúng ta dùng một cách gọn cho dễ hiểu, dưới cái dạng là gọi là khoa bản. Và dưới cái dạng đó là đời thường. Cho nên người có cái phước học đâu đậu đó, học đâu đậu đó. Cái người không có phước gì khoa bản, nhưng mà làm đâu thì nhớ đó, mà bắt cái công việc làm của mình hết sức là bén nhạy. Và nó lại còn có cái nữa, là không những nó bén nhạy mà nó còn phát triển được nữa. Thì cái dạng này cũng là cái dạng rất là thông minh. Và đây là cái dạng mà những cái người đó, họ không có cái phước gì khoa bản, nhưng mà ở đời họ cực kỳ thành công. Làm việc nhỏ thành công nhỏ, làm việc lớn thành công lớn. Nó cũng thuộc về cái trí thông minh của thế gian. Cho nên không phải chỉ người có học mới được gọi là thông minh, mà cái người không có biết một chữ nào, nhưng mà cái trí thông minh và đời thường của họ đó, có khi những người khoa bản không bắt kịp họ đâu. Nhưng mà do họ thiếu cái phước về khoa bản, cho nên họ bị ngăn che. Họ cứ thi là không đậu đâu, học là không đậu đâu. Cái gì mà vô nhà trường là kể như nó không vô nổi đâu. Nhưng mà ở cái pháp thế gian, mà đây là sư cô nói á, là nói cái đời thường này bén nhạy về cái thiện nha, chứ hoàn toàn không nói cái vấn đề bất thiện đâu. Bởi vì khi mình nói chữ khoa bản là mình cũng muốn nói cái thiện, chứ không phải mình muốn nói tới cái bất thiện đâu. Nó thuộc về thế thiện mà. Vì cái lẽ đó mà từ cái chỗ này chúng ta sẽ thấy là thế nào là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Trí tuệ về mặt tâm linh như thế này: anh là cái người có cái phước thuộc về thông minh ở thế gian, có khoa bản à, nhưng mà anh làm điều ác. Làm quan thì quan ăn cắp, làm cái người thầy thuốc, người thầy thuốc vô lương tâm. Làm người thầy giáo, thầy giáo vô lương tâm. Một người buôn bán cũng vô lương tâm, một người sản xuất cũng vô lương tâm. Mặc dù họ rất là bén nhạy, họ mặc dù là đó được học hành đào tạo ra đàng hoàng, nhưng mà cái khuynh hướng của họ là cái khuynh hướng đó, họ đi vào trong cái dính mắc vào trong sự giàu có, dính mắc vào trong danh vọng, dính mắc vào trong quyền thế, họ tham lam. Cái bản chất xấu ác của họ đó
khiến cho cái phần trí tuệ tâm linh của họ không khởi sanh lên được. Vì vậy mà người ta nói rằng người trí thức cũng ác. Anh có bằng cấp cao, anh có địa vị cao, anh vẫn ác. Trong khi đó có những người, người ta không có bằng cấp cao, không có địa vị cao, không có tiếng tăm gì hết, nhưng mà người ta là người thiện lành, người ta là cái người thẳng thắn, cái người biết con đường làm người và biết con đường không phải là con người. Vì coi đó là cái con người bất nhân bất nghĩa. Còn cái người có nhân có nghĩa khác. Cho nên cái người mà có nhân có nghĩa này, nó nằm về cái tâm linh, cái tâm linh sáng suốt. Nó gọi là trí tuệ về mặt tâm linh. Còn cái người bất nhân bất nghĩa là cái người thiếu trí tuệ về tâm linh. Thì thấy rõ cái này chưa? Thành ra lần trước sư cô mới nói này, cha mẹ ngày nay có cái sai lầm đó, đẩy con vào con đường khoa bảng. Đẩy con vào con đường khoa bảng mà không có để tâm đến cái nhân cách làm người của nó. Nhân cách làm người nó thuộc về tâm linh, là về tâm linh. Và khi mà cha mẹ nó hầu nó hết mức, thì khi mà nó khoa bảng nó ra rồi đó, thì nó mẹ nó còn hầu nó, rạp xuống mà hầu nó. Thành ra tất cả mọi người đó cũng phải hầu nó mà thôi. Còn không hầu nó thì nó ác. Sư cơ nhớ hoài không quên là sư cô quen với một cái hai ông bà này đó. Ông chồng là bác sĩ, ông mất rồi, nay ông khoảng 90 mất rồi. Ông ngồi mới kể cái chuyện đó, hồi ông còn trẻ đi thi vô cái trường y khoa, hồi đó là cái thời của Pháp. Thì ông nói là trong cái nhóm bạn mà đi thi đó là có một người bạn ông rất giỏi, nhưng mà cái lúc mà vô vấn đáp á, điểm mà bài viết thì cái người này là cao nhất rồi đó, nhưng mà khi vô vấn đáp á, 10 câu là trả lời ro ro hết. Mà lúc mà quyết định á, thì cái ông thầy người Pháp á, ông mới nói nè, tất cả các câu hỏi của anh á, anh trả lời á, anh được điểm 10 hết, nhưng tôi đánh rớt anh, không cho anh thi đậu vào trường y khoa. Thì cái người này mới sám mặt lại. Thì không biết tại sao, thì ông mới giải thích nè, ông vào đây anh ngồi vấn đáp với tôi, tôi là cái người thầy để vấn đáp, mà anh rút cái chân anh ra khỏi đâu và anh ngồi nói chuyện với tôi. Mai sau anh tốt nghiệp y khoa, anh ra ngồi với cái vị thế là ông thầy thuốc và đây là bệnh nhân, thì anh sẽ coi người ta ra gì. Tôi đánh rớt anh vì anh thiếu cái tư cách. Thấy chưa? Thì thấy chỗ này chưa? Người ta nhìn cái người đó, người ta biết cái cách thức. Và đây là câu chuyện sư cô cũng có kể rồi, nhưng sư cô nhắc lại bởi vì đây là câu chuyện thật. Hồi đó sư cô có một cái thầy giáo, thầy dạy ngữ học, tên là thầy Trương Văn Trình. Thầy là cái người rất là nghiêm trang. Thầy bước chân vô lớp thì đâu đó yên ổn, thầy dạy xong rồi thì tay thầy cầm cái nón, thầy đội nào thầy ôm cặp đi ra, không có nói tiếng nào. Quanh năm suốt tháng học ba năm nói gì. Nhưng mà cái hôm đó cuối năm thầy mới có cái tâm sự. Thầy mới nói thầy có một người bạn rất là thân. Khi thầy ra Đại học Huế thầy dạy, thì cái người con của cái người bạn này đó là biết thầy, tại vì thầy là đi tới chơi từ hồi nó còn bé mà. Thầy nói vậy. Thế bây giờ ra cái trường đại học đó nó không chào thầy. Thì thầy mới nghĩ trong bụng này, cái cậu này chắc là không yên ổn đâu. Thầy nghĩ vậy, thầy có cái tầm nhìn. Quả nhiên sau đó là cậu này đó là đi lái cái xe đi đó, mà đụng phải một cái bà cụ, mà lại là không có xuống để đỡ cụ lên, để đưa cụ vào bên bệnh viện, mà để đó cho ai giải quyết. Xong rồi cậu về nhà cũng không tới thăm. Cậu cứ nghĩ vậy.
nó cứ đưa ra tòa và bồi thường thì mình bồi thường, giải quyết sao chấp hành đúng luật pháp. Nhưng mà không may cho cái cậu này đó là cái gia đình cụ rất là giàu có, và cái gia đình con cái người ta rất là hiểu biết. Thì khi mà đưa ra vậy đó, người ta nói thế này: cái chuyện tai nạn là cái chuyện không thể nào mà mình có thể trách cứ được hết. Và bây giờ người ta cũng đủ cái điều kiện để lo cho mẹ người ta. Nhưng người ta thấy cái thái độ của người này đó, người ta buộc tòa đó phải có một cái xử lý như thế nào để làm gương cho những người giàu có mà hống hách, coi cái sinh mạng của người khác không ra gì. Thì thấy chính xác chỗ này chứ. Ông thầy đã nhìn thấy ở chỗ này, nó không có tư cách. Bây giờ mình chạy theo khoa bản chứ không chạy theo tư cách. Con người ta phải làm người trước rồi muốn làm gì là. Kể cả cái chuyện đó mình tu để thành Phật thì đầu tiên cũng phải làm người trước mới làm Phật. Vì cái gốc này mà, về gốc tâm linh căn bản về thiện bất thiện này không có, đừng nói đến thiện trí. Đừng nói đến thiện trí. Đừng nói tới những cái phước báo khác lớn lao. Mỗi nói được. Cho nên người ta nhìn cái nhỏ mà người ta thấy cái đường dài của nó. Mình nuôi con cũng vậy, cái đứa này nó có hiếu hay không đó, nhìn nó hàng ngày nó đối xử với mình, biết rằng ngày mai á, mình khó khăn mình nương tựa nó được không. Khi mình đau ốm á, mình gọi nó có vui không, biết liền. Và như vậy mình biết gì? Biết nhân quả để không buồn. Vì nó sinh ra cái tư cách của nó là của nó, bởi vì đây là cái dòng nghiệp của nó. Còn mình chỉ là cái duyên mang đến cho nó thôi. Mình mang đến điều lành, nó không chịu thì mình làm gì nó. Mình nấu món ăn ngon, nó không ăn, nó đổ, thì mình làm gì nó. Mình chỉ có buồn thôi, mình chỉ có trách thôi. Và cái đó là dại dột của mình, mới là buồn, mới là trách thôi. Còn khi mình biết rõ như thế thì mình hiểu rằng người ta không ăn món đó thì đừng nấu nữa, đừng mang lại. Mình thấy rõ cái bản chất của người ta như vậy, cái khuynh hướng người ta như vậy, thì mình đừng cố công vào trong đó. Cũng giống như người Việt mình nói là cái cây đó thúi củ hủ rồi mà tưới nước hoài, thì không phải cái cây đó nó hư thúi mà cái đầu mình nó hư rồi, cho nên mới làm cái chuyện đó. Phải tỉnh ra, phải sáng suốt ra để thấy, thấy cái dòng chảy của người trong cái đời sống tâm linh của mình. Thấy cái dòng chảy của nghiệp này nè, nó hiển lộ qua tất cả các cái tục sản của mình, từ thân thể mình, từ tâm linh mình, từ tất cả những mối quan hệ khác, nó hiển lộ ra đó. Đó là một cái bản thông điệp để mình đọc về cái dòng nghiệp quá khứ của mình đã tạo tác ra sao cho đến ngày nay. Và chúng ta cũng đọc được tất cả những cái quả chúng ta tiếp nhận ngày hôm nay, để chúng ta thôi phải đau khổ, thôi phải phiền trách, thôi phải nhầm lẫn, để lặp đi lặp lại sự sai lầm của mình. Mà chúng ta có một cái thói quen là bao giờ cũng đổ lỗi cho người khác để bảo vệ cho mình. Cái đó là cái cực kỳ tai hại. Do cái gì? Do cái tự ngã của mình đó. Trong cái chỗ đó là cái chỗ mà mình bảo vệ mình, rồi cái tự ái mà mình bảo vệ mình. Mình yêu cái ngã của mình mà mình bảo vệ mình, mình không thấy cái lỗi của mình. Và như vậy thì làm sao mình thoát khỏi cái đau khổ được? Mình thấy cái ảnh hưởng của nghiệp nó nằm trong cái hơi thở của mình, nó nằm trong từng cái mạch máu từ trong cái tế bào của mình, nó nằm trong cả những cái suy nghĩ của mình trong hàng ngày, cái tiếng nói thì thầm trong tâm lẫn nó phát ra bên ngoài. Tất cả những cái thái độ cư xử, những cái cách hành xử, ứng xử của mình, nó cũng đều là nằm trong cái dòng nghiệp đã trôi chảy từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta đọc hết đi, đọc từ trong cái thân tâm của mình cho đến đọc hết những cái dấu hiệu thuộc về quả của mình, để mình hiểu mình đã làm gì, và ngày nay đó mình nhận cái bản điểm gì, và bây giờ mình ứng xử với bản điểm đó ra sao. Đây là điểm âm hay điểm dương? Và mình ứng xử bằng cách cho thêm điểm âm, hay là mình ứng xử bằng cách đó
để cái bản điểm âm đó nó sẽ trôi dần và cái điểm dương của mình cộng lên. Đó là ứng xử của mình. Cho nên đạo Phật nói câu nè: tôi không dám làm điều xấu, không dám làm điều ác như ai đó đã xấu ác với tôi. Tôi không dám làm, chứ không phải tôi không biết làm. Và cái mà cái người đời đó gọi là cái anh hùng, cái dũng đó, chính đó là cái ngã tâm tối của mình. Người ta nói: bộ nó chửi mày, mày có miệng mày không biết chửi lại hả? Nó đánh mày, mày có tay mày không biết đánh lại hả? Nó ác với mày, mày không biết trừng trị nó hả? Ai nói vậy? Đây nè, pháp bất thiện nói mà. Còn pháp thiện nó nói quả nghiệp đó, soi lại đi, mình đã xấu ác như thế nào, nay quả nghiệp trổ sanh. Bây giờ muốn ăn miếng trả miếng với nó, để mình giống y như nó, mình còn tệ hơn nó nữa. Tại mình thấy nó xấu ác, bây giờ mình xấu ác lại, mình tệ hơn nó nữa. Làm đi, hay là không làm? Thì đây là cái sáng suốt nói, hay là cái pháp bất thiện nói. Pháp bất thiện nói để tăng lên những cái nỗi đau khổ của mình, tăng lên sự bất hạnh của mình. Hay tiếng nói của trí tuệ tâm linh làm cho mình thoát ra khỏi được những cái ách nạn của mình đây. Đó là mình quyết định. Nó thấy rất là rõ ràng, không có mơ hồ được. Thành ra cái tục sản thánh sản nó nằm đó. Cho nên đời sống chúng ta lao vào trong cái khoa bảng này, đời sống chúng ta lao vào những cái thành công này, để từ cái khoa bảng, từ cái mà chúng ta tinh tế trong cái đời thường đây, chúng ta được danh, được lợi, được tất cả mọi thứ hết. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng nó là một cái phương tiện, nó không phải là cứu cánh. Cứu cánh cuộc đời chúng ta chính là đây. Chúng ta giỏi, người ta mua cái giỏi mình bằng cách người ta xử mình vào trong cái việc ác phải làm. Mình không bán cái giỏi mình để mà mình lấy cái đồng tiền ác đó. Còn nếu không, mình bán linh hồn cho quỷ để mình lấy cái thứ tục sản mà nó bấp bên này đây. Nhưng người ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ, thấy không? Người ta làm cái cầu bây giờ khui ra đó, thì chân cầu đó ở bên trong cái xi măng cốt sắt là cọc tre. Người ta ăn sắt rồi. Và khi cái cầu này sập mà chết á, thì cái ác nghiệp này phải trả bằng cái nghiệp sát sanh, trả bằng máu. Thì người ta bán linh hồn cho quỷ để người ta ăn mấy cái cục sắt đó, và để người ta tạo một cái ác nghiệp này. Và đầy dẫy trong cái xã hội này, người ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ. Và đó là những người có phước báo về khoa bảng. Có cái phước báo thứ hai đó là tuy cái khoa bảng nó thấp, nhưng biết cách mua cái bằng khoa bảng này, biết cách luồn lách thì con đường xấu ác này là cái con đường để họ đạt được những cái tục sản này. Nhưng họ không biết rằng cuối cùng cái con đường của họ là họ đã gieo cái ác gì thì họ phải hưởng cái quả ác đó. Còn tất cả những cái thứ mà nó che qua che lại, nhãn tới nhãn lui nữa là để nó mà mắt con người thế gian, nó không mà mắt được nhân quả. Nhân quả nó đi cực rõ mà. Anh học giỏi nhưng mà anh lương lẹo này, anh có tài, anh bén nhạy nhưng để anh làm chuyện ác này, thì cái thực chất là nát đây, thì cái quả nó phải trổ rồi. Còn cái chuyện kia nó là ma mắt mà. Chúng ta là một cái dân tộc mà ở trong cái xứ sở chiến tranh, ngoại xâm rồi nội chiến, thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ về cái vô thường. Thấy đó chết đó mà. Thấy có nhà đó bị đốt nhà rồi. Thấy còn tay còn chân đó mất tay mất chân rồi. Thấy ngày hôm nay địa vị, ngày mai bò lết rồi. Thấy ngày hôm nay còn gia đình sum họp á, một chút nữa đây tan tác không còn gì hết rồi. Người Việt Nam của chúng ta là cái người mà tận mắt đó, thấy vô thường, và bản thân mình đó là đã thấm cái vô thường đó rồi. Chiến tranh xảy ra, không có một con người nào, không có một cái gia đình nào không có đau khổ cả.
Đó là mất mát, đó là chia lìa, đó là tàn nhẫn, đó là bất nhân, đó là đói, là khổ, là chết, là không có ngày mai, là linh đinh, là bấp bênh. Chúng ta đều hiểu hết mà. Và chúng ta đã nói cái gì? Chúng ta nói chỉ cần bình yên mà thôi, ăn cháo với muối cũng được. Nhưng mà không, người ta bán linh hồn cho quỷ để mà người ta đó có được cái tục sản, mà tục sản cực kỳ trôi nổi này đây. Rồi quý vị cứ tiếp tục, quý vị quan sát trong cái đời sống, để cho quý vị không có lấy cái tiêu chuẩn mà thuộc về cao quý này nằm trong tục sản, mà cái cao quý này đích thực nó phải nằm trong cái thánh sản này đây. Cao quý này thuộc về trí tuệ tâm linh, cao quý này không thuộc về cái pháp của thế gian. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đánh giá con người bằng pháp thế gian. Ít có ai mà nhìn thấy cái điều này. Người ta nhìn thấy cái điều này nhưng người ta cũng vẫn không dám mạnh mẽ. Đấy chưa? Biết là cái người hiền, cái người nhân đức, là cái người đáng quý, biết vậy đó. Nhưng mà vẫn xót xa, bởi vì ngày nay ta đang bán hết những cái thứ đó để ăn rồi. Mà thiệt sự đó, người ta đâu phải bán những thứ đó để ăn. Người ta bán những cái thứ đó để mua cái sự thặng dư. Ăn là ngày mình cần cơm nè, cần cháo, cần nước uống nè, mới gọi là cái ăn. Họ bán cái đó để họ mua sự thặng dư. Và đó là cái mà người ta đó không có nhận ra cái sai lầm cực lớn của toàn thể thế giới này. Nhất là những người giàu có, những người có chức thước, người ta cần sự thặng dư chứ hoàn toàn ta không đói kém. Khi mình tiếp xúc với những người đồng bào thượng chánh gốc, thưa cô dùng chữ chánh gốc, bởi vì ngày nay khi di dời ra ở trong những cái thôn xóm thuộc về người Kinh thì họ không còn là chánh gốc nữa, họ nhiễm rất là nhiều. Thì cái người chánh gốc như thế này, một ngày nay mà họ cần đúng một lít nước thì lấy uống đủ một lít nước, không có chừa lại một miếng nào. Cần một cái lon gạo ăn ngày hôm nay, ăn hết mai sanh rồi, không có, không có chừa dư ra. Còn một người đi làm, mình thuê một người này hái cà phê ha, thì nhà nó có má nó thì nó dẫn theo, mà có ba nó dẫn theo. Mà nó có ba má mà có vợ, dẫn vợ theo. Mà nếu có con thì cũng dẫn con theo đi luôn. Tức là đã thuê một người trong nhà đó đi hái cà phê thì nó dẫn hết toàn bộ đi. Trong lúc người này hái cà phê thì những người khác đi lượm củi, mấy con nhỏ, đít nhỏ thì chạy chơi, còn ông bà già thì đi chặt củi hoặc đi bắt con này, con cá, con gì đó ở suối, ở sông gì đó. Vậy là sống. Vì vậy nó có cái gì? Nó có cái sự gắn bó. Và vì vậy nó không có cái mà hiện nay cả thế giới đang phạm đó. Nó không có cái tà dâm. Cho nên không phải người ta làm như vậy đó là người ta sai ở cái chỗ nào đâu. Mà sư cô nhìn thấy như thế, sư cô mới nói người ta không biết đạo Phật là gì, nhưng căn bản người ta sống đạo Phật đấy. Thì dẫn theo thì cái chỗ, cái môi trường đó làm cái gì? Ví dụ người ta cho lụm củi thì mình lụm củi, hoặc người ta xây giặt làm thêm ta trả tiền, còn không mình cứ ra sông ra suối đó thì mình mới là bắt con cá con tôm gì đó ăn. Còn mình thì không. Chồng nó làm giàu nhiều quá, vợ ở nhà trang điểm mỏi mệt không thấy ai ngắm nhìn thì phải tìm người ngắm nhìn, có vậy thôi. Anh đó tà dâm. Cái gia đình này toàn thế giới ngày hôm nay nó là một cái thứ hưởng thụ, mà nó là gọi là nó có cái chỗ gọi là gì này, là nó thông thoáng mà nó xa qua một chút cho nó danh giá con người. Thưa quý vị, đó là cái đọa lạc con người mà mặc cái áo gấm nhung mà thôi. Chúng ta thấy rõ mà, thấy rõ đó, để chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết là chúng ta chọn cái con đường an vui hạnh phúc, đi theo cái thánh sản này, hay chúng ta chọn con đường tục sản, hãy chọn đi, do mình thôi. Và sự chọn lựa này nó là ý hành nghiệp thiện
hay ý hành nghiệp bất thiện. Và từ đó nó sẽ dẫn đi. Giống như mình đã định hướng, từ đây đi ra cái cổng chùa Giác Lâm, mình định hướng đúng thì đi đúng, định hướng sai đi sai. Bởi vì như vậy là trong cái phần mà về trí tuệ thì sư cô ôn lại cái chỗ đó để mình thấy thế nào là trí thông minh của thế gian và thế nào là trí tuệ phục về tâm linh. Và như vậy thì chúng ta biết là chúng ta lấy cái gì làm trọng tâm. Chúng ta lấy cái trí tuệ về tâm linh này, cái thánh sản này là trọng tâm. Còn cái mà pháp thế gian đây đó, mà nó chân chính đó, thì nó là phương tiện, là cái phương tiện để chi? Để nó làm cái nền cho trí tuệ tâm linh. Còn nếu như cái của cải về thế gian này nó đi không được, con đường không phải là con đường chân chính đó, thì nó đây trở thành là cái tai họa đó. Cho nên là trong một cái câu chuyện cổ về Phật giáo có nói thế này, là cái buổi sáng đó cái người nông dân đó là đang cày ruộng, thì thấy Đức Phật với Chư Tăng đi qua, thì cái người này không có cái gì cúng dường, cho nên là mới quay trở ra đó, là mới quỳ xuống để mà đảnh lễ Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi những vị đó đi ngang qua một khúc nữa đó, thì nó có một cái túi nằm giữa đường, nó rách ra. Có người mới nói là già. Thì Đức Thế Tôn mới nói nó là rắn độc. Thì mấy người đó đi qua, thì cái ông này khi mà ông quỳ xuống đảnh lễ gì, nhưng mà cái lỗ tai không nghe, ông nghe nói cái gì mà một túi vàng, rồi nghe nói cái gì là con rắn độc. Thì ông mới lại ông coi, thì ông thấy rõ ràng cái túi vàng, coi thôi chứ không đụng vô. Nhưng mà tại sao lại là Đức Thế Tôn nói là rắn độc? Cho nên là ông mới để nguyên đó, ông xuống ruộng cày tiếp. Thì một lúc sau đó thì quan quân của nhà vua đó mới truy tuổi trại tới chỗ đó, thì mới thấy cái túi vàng nằm đó, mới bắt ông này, mới nói rằng là chính nhà ngươi đó là lấy cái túi vàng này phải không, để đây phải không? Người này nói không có, nếu mà tôi lấy đó, thì tôi cũng đã đem tôi giấu rồi, chứ tôi không lấy tôi giấu làm chi, tôi để đó làm chi. Nhưng người ta vẫn bắt, người ta giải về để cho vua xử cái chuyện này. Thì trên đường đi người này mới nói rằng đúng là vàng là rắn độc, vàng là rắn độc. Thì khi mà vô bắt vô đó, thì cái đường trên đường đi đó thì người này cứ nói vàng là rắn độc, vàng là rắn độc, là nhẩm cái câu nói hồi nãy, hai cái kết hợp nó nhẩm lại. Thì cái vô sân vua đó thì vua mới hỏi là sao cái túi vàng này đó là nhà nuôi đó là trộm cắp như thế nào. Thì người này mới nói vàng là rắn độc, vàng là rắn độc. Ông vua ông hỏi sao ta hỏi mà không trả lời, mà nói vàng là rắn độc là cái gì. Thì vị này mới kể lại cái việc đó như vậy. Thì khi mà nghe đầy đủ câu chuyện đó thì Đức Vua mới biết rằng là cái vừa này vô tội. Bởi vì người này đang trải nghiệm một cái bài học về vấn đề cái tài sản này. Nếu như nó bất chính mà mình đã ôm giữ nó là mình ôm giữ rắn độc, hiểu chưa? Nếu nó chân chính, nó thuộc về mình mà mình biết sử dụng nó là phước báo, mà không biết sử dụng nó cũng là rắn độc. Thấy chưa? Cứ nhan nhãn, quý vị nhìn thấy nhan nhãn trên thế gian này, khi người ta chưa thành đạt thì vợ chồng chung lưng đấu cặp với nhau, mà khi thành đạt rồi đó thì vợ thành con khỉ già. Chừng đó đó, người ta phải kiếm nhan sắc chứ đâu kiếm khỉ già làm gì. Rõ ràng đó. Thì như vậy đó là cái con rắn độc này nó bắt đầu nó phun ra từ trong cái túi vàng đó, để mà nó giết chết cái tình nghĩa tấm cám với nhau. Và nó làm cho mình nó sống là con người đó bất nhân, bất nghĩa, mà bất trung, bất hậu, bất thủy, bất chung. Thấy con rắn độc chưa? Chưa kể những chuyện dài dài tiếp theo đó, chưa kể. Đó, đó là cái con đường mà chúng ta thấy rất rõ, để chúng ta tự mình chiêm nghiệm ra, tự mình suy gẫm nhiều hơn, và mình đã ngẫm nghĩ lại cái con đường mà cái tâm ý dẫn mình đi đó
Có khi mình đi con đường của quỷ, khi mình đi con đường của người. Ngày hôm nay mình tập đi con đường của Phật, nhưng mà con đường của quỷ vẫn mạnh hơn, phải coi chừng. Làm sao nó đi con đường con người cái đã, rồi từ con người đó nó mới đi theo con đường của Phật. Mà người đây là người chân chính, chứ không phải là cái người mà nó bề ngoài đó là người mà bề trong nó là ma quỷ. Phải gọi rõ nó là ma quỷ đi, lộ cáo của nó ra, để cho nó hiện hình ma quỷ nó ra, mình mới thấy, mình mới xử lý nó được. Chứ không phải xử lý người ta, xử lý mình. Bây giờ quý vị mở ra cái bài kinh của Đức Phật, rồi theo đó là chúng ta sau khi hiểu rồi một cái số nét căn bản, thì giờ đây chúng ta nghe chính Đức Thế Tôn giải thích cái này. Chúng ta mở sang cái trang mà trong này ghi đó, là cái trang đầu đó, bây giờ tới trang thứ hai, mà cái đánh số dưới là 540 đó. Chúng ta mở tới cái trang 540, thì sư cô tóm tắt cái phần trước. Đó là cái phần trước như thế này, là có một người thanh niên tên là Xuất Phát có hỏi Đức Phật, do nhân gì, do duyên gì mà có người thọ, người yếu, có người đó có nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người đó là có cái đẹp về sắc và có cái xấu về sắc, có cái người có quyền thế lớn và có người có quyền thế nhỏ, có người có tài sản lớn, có người có tài sản nhỏ, có người thuộc về gia đình cao quý, có người thuộc về gia đình hạ liệt, có người có trí tuệ đủ và có người có trí tuệ kém. Thì Đức Phật tóm tắt là tất cả những người đó là do nghiệp. Thì cái câu mà sư cô có dặn là mình học thuộc lòng đó, là cái câu này được lặp lại trong cái phần đầu và cũng lặp lại trong phần cuối đó. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân biệt các loài hữu tình, nghĩa là có liệt và có ưu. Thì Đức Phật giảng tới đó là giảng một cách rất là vắn tắt. Thì người thanh niên này đó mới bạch với Đức Thế Tôn là, Đức Thế Tôn giảng như thế thì con không có hiểu được rõ, xin Thế Tôn đó giải nghĩa một cách rộng rãi hơn. Thì Đức Thế Tôn mới nói thế này, chúng ta bắt đầu từ cái đoạn này. Thế Tôn nói như sau: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sinh, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà được đi đến loài người, thì ở chỗ nào người ấy sanh ra phải đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tai lắm máu, chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Như vậy câu này đó là Đức Phật nói là cái người thọ hay yểu nằm trong giới sát, tức là giới thứ nhất. Chúng ta có thể ghi gọn vậy, thọ yểu này là nằm trong giới sát, tức là giới thứ nhất. Cho nên mình mới nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh, bởi vì phạm giới sát sanh thì con đường tái sanh là cái con đường mà phải đọa vào trong cái chỗ mà Đức Phật nói là đi đến cái cõi dữ, đi đến ác thú, đi đến đọa xứ, đi đến địa ngục. Đó là con đường của sát sanh, phải tái sanh vào đó. Nhưng mà cái người này đó có cái phước báu mà tái sanh làm người thì phải làm người yểu mạng. Cho nên quý vị thấy không, mới có một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ là nó bị đẩy ra khỏi cái dạ con của người mẹ. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng, sáu tháng, bảy tháng, chín tháng, thậm chí vừa mới sanh ra chết liền, hoặc chết từ trong mẹ thai lưu lấy ra. Đó là những cái hạng người mà nó phạm vào giới thứ nhất, mà giới nặng. Và cái nó có thể đi như thế này
là khi mà phạm cái giới nặng đó đó thì cái người đó sau khi thân hoại mạng chung đó là có thể xuống thẳng cái địa ngục. Rồi cái dư, gọi là cái dư nghiệp nó còn lại đó, thì những người đã có thể tái sanh qua các cái tầng khổ khác, Atula, rồi quỷ, nhất là quỷ đói. Rồi sau đó khi được tái sanh làm người thì người này yểu chết từ trong bụng mẹ, thì nó nằm trong cái nghiệp sai. Cho nên là bữa hổm sư cô có nói cái gì nè, ở đất nước mình có hai điều kinh hoàng về cái tâm linh. Cái thứ nhất là cái phá thai là đứng hàng thứ nhất trong Đông Nam Á và đứng hàng top thứ năng trên thế giới. Vậy thấy chưa? Đó là một cái kinh hoàng nhất. Cái kinh hoàng thứ hai á, là rượu được cái người Việt Nam này sử dụng nhất thế giới. Và cái rượu nó nằm trong cái giới thứ năm, mà khi nó mê muội rồi thì người ta đó, trẻ hay già, lớn hay nhỏ mà sanh con rồi đó, thì những cái chúng sinh nào mà có cái tâm thức muội lượt, những chúng sinh nào có cái tâm thức hoảng loạn, những tấm chúng sinh nào thiếu phước thì nó sẽ được chào đời trong những cái gia đình như thế. Và cái đau khổ nhất là đau khổ cho những người đàn bà phải dính vào với những cái hạng người như vậy. Và rượu đẻ ra đứa nhỏ không phải con người sanh ra con người, nó thiếu phước như thế. Và cái này nó làm cho mình thấy mờ mịt cái con đường mà của cả một cái dân tộc. Không đùa tí nào cả, không đùa. Bởi vì khi nó phá thai đó, nó có hai cái hiện tượng. Một cái hiện tượng về mặt sinh lý đó, thì cái người Việt mình nói rất rõ vậy: một lần sảy bằng bảy lần sanh. Bởi vì nó đang trên đà phát triển mà cắt đứt nó vậy, thì vô sinh là có xảy ra nè. Rồi thứ nhất á, là nói về cái đông y á, là nó phá cái chân khí, cho nên cái người này nó cứ ẻo tới ẻo lui hoài, nó không có sức. Đứng về mặt tâm linh á, thì những cái thai bào nó bám hoài, bám hoài, thì cái âm khí cái người này nó nặng, cho nên nó ẻo tới ải lui. Mà cái đặc điểm của người này đó, người này sẽ nhận ra, người này sẽ nhận ra. Một ngày nào nó mạnh là nhận rõ lắm, tánh nóng lắm. Bình thường thì biết hết, nhưng mà khi đụng chuyện cái là nó nổi điên rất nhanh. Bởi vì sao? Vì cái âm khí nó rất là nhiều, mà cái sự khổ đau đó nó cứ đeo bám hoài, cho nên nó có một cái gì đó nó giống như nó ray rứt, nó bất an, nó cứ rứt trong người đó. Cho nên là khi có cái chuyện gì xa nó nổi điên rất là nhanh, và nó cứ như thế. Và khi những cái oan thai đó, là những người mà họ chết như vậy đó, là nó cứ tụ tập thành như một cái luồng khí. Rồi chúng ta sẽ nhìn nè, tai nạn xảy ra là cứ chết nhóm thôi, tai nạn xảy ra. Rồi chúng ta sẽ thấy cái gì nữa, rồi thiên tai hạn hán, chết đói có, mà chết vì bạo lực thì rất là nhiều. Rồi chúng ta cứ nhìn cái những cái âm khí đó làm. Bởi vì trong cái cõi dục giới này nè, sáu cõi chư thiên nè, và người này ha, người là nửa này nửa kia nè, nửa thiện nửa bất thiện nè. Nhưng mà chúng sanh trong cõi khổ thì nó tràn ngập những cái pháp thuộc về âm khí này. Cho nên gọi là cái âm người dương mà vậy đó, là cái âm khí nó nặng này, nó nặng, nó trì trệ này. Mà bây giờ nó lại mạnh, cho nên nó khởi lên trong cái thế giới của con người. Nó mạnh, tại sao nó mạnh? Bởi vì bây giờ phần lớn mình tham quá mà, mình sân dữ quá mà. Nhiều lần sư cô nói đi ra đường đó là thấy cái tâm sân người ta ghê gớm lắm. Tại vì sao? Bất chấp, mình cứ chen đi trước rồi đã. Mình cứ chen đi trước rồi đã, bất chấp. Một cái xe cứu thương bóp còi thế này, tranh thủ xẹt qua trước cái xe cứu thương để mình đi trước cái đó. Không thấy cái đó là ác nghiệp. Tự hào rằng mình là cái người rất là nhanh nhẹn, bén nhạy, cho nên lướt qua cái là thoát ra khỏi cái chỗ đó liền. Đó là ác nghiệp. Tại sao vậy? Một giây đồng hồ bác sĩ kịp cứu thì cái mạng người này còn sống, thì cả gia đình của người ta, con cái người ta, gia đình người ta đỡ biết bao nhiêu. Mình chặn lại cái chỗ đó, cái khủng khiếp nhất.
ở thế giới này những cái nước mà người ta là cái giàu cái lòng nhân ái đó ha, là ta bao giờ cũng có một cái con đường riêng để dành cho cái xe cấp cứu nó đi, hoặc là những cái xe mà nó bị hư hại tai nạn để nó không có cản trở thì đẩy nó vào cái con đường đó, có một cái con đường dành riêng như vậy. Còn bên mình thì không đâu. Thì cái đó là ngay trên đường phố đó, là mình đã đi bằng cái tâm sân và cái ác nghiệp. Mà cái tâm sân này khởi lên là sao? Tại vì mình tham công tiếc việc, đi lẻ lẻ về để còn làm chuyện khác, đi nhanh nhanh về để mà giải quyết việc này việc kia việc nào tràn lắng đó. À thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giới sát nằm đây. Mà giới sát nằm đâu? Giới sát nằm trong tâm sân. Thì bây giờ nè, cái âm khí nó tràn lan. Bởi vì đó, mình người nào tánh cũng nóng hết, khó kiềm chế đó. Bởi vì chúng ta đây trong một cái bầu không khí mà thuộc về cái thành phố này, ô nhiễm cũng đứng vào top thế giới. Thì cái người của mình hít vào những cái độc chất nó xen vào, nhất là trong cái hơi thở đó, thì tánh phải nóng thôi, khó tu lắm. Mặc dù mình biết hết, nhưng mà cái chuyện mà mình có thể trong cái lúc đụng việc xảy ra để mà mình kiềm chế ngay tức khắc rất khó. Phải nó xảy ra rồi đó thì mình mới có thể coi như là làm cho nó bớt lại, nó giảm lại, nó giảm lại. Chứ còn không có thể nào mà thắng một cái là nó đứng lại liền đâu, không có đâu. Cái bầu không khí ô nhiễm này, thức ăn thức uống bị ô nhiễm, thành ra cái cơ thể của mình đó, máu huyết nó không lưu thông, ăn uống nó khó tiêu quá, chất độc nó nhiễm dưới da rất là nhiều, cho nên người nó rất là khó chịu, nó cứ rứt, thì tấm nó phải nóng, nó không thể khác mà. Rồi chưa kể bệnh đau nhiều, nó bế, nó cứng chỗ này, nó cứng chỗ kia chỗ nọ, rồi thần kinh nó không có mềm mại để mà cho nó những cái phát hiện nó có thể là lướt lên đó dễ dàng, thì tấm phải nóng hơn. Cho nên những cái yếu tố thuộc về tâm và thân, những yếu tố thuộc về vật chất và những yếu tố thuộc về tâm linh, nó phối hợp nhau chứ không phải là một đâu. Cho nên phần lớn chúng ta mắc kẹt đó, và trong cái giới này, giới này cũng... nó nằm trong cái giới sát. Như vậy cái thọ yểu này Đức Phật giải thích bằng cái con đường là chúng sinh nào phạm vào cái nghiệp sát thì con đường tái sanh cho cái kiếp sống khác phải là yểu mạng. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần kế tiếp. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, tức là đáng lẽ ra phải nói là biết tàm biết quý, hai cái này nó tách rời ra. Có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh và các loài hữu tình. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thương thiên giới ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới ở đời mà người ấy đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được hưởng trường thọ. Thì cái đoạn thứ hai này chúng ta có thể hiểu một cách rất là gọn gàng đó. Là cái đoạn thứ hai này là cái đoạn mà hành giới thứ nhất. Tức là không có sát sanh, không có làm cái chuyện mà gọi là đả thương, sát hại cái người khác, tai lắm máu tàn nhẫn, không làm như vậy. Mà người này bỏ trượng, bỏ kiếm, tức là không có dùng vũ khí để mà làm thương tổn hay là giết hại chúng sanh khác. Có tàm, có quý. Người có tàm là người biết chuyện xấu ác không làm. Người có quý biết hậu quả của việc làm ác là đưa đến phạm pháp, đưa đến phạm giới, cho nên không làm, thì gọi là biết có tàm, có quý. Người có lòng từ thì không có thể nào mà ác với các loại chúng sinh, cho nên có lòng từ. Lòng từ này khiến người này thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh và các loài hữu tình. Như vậy do hành giới, do cái tâm từ bi của mình được khởi sanh, thì cái quả của người này đó thì sẽ trổ sanh vào các cái cõi trời. Và nếu như mà người này đó mà sanh vào cõi người, thì người này đó có cái tuổi thọ được gọi là trường thọ.
Và những lần trước sư cô có giảng là trong cái trường thọ này nó có hai loại, một loại đó gọi là hồng thọ và một cái loại là khổ thọ. Trường thọ là sống lâu, nhưng nó chia làm hai loại, một loại là hồng thọ và một loại là khổ thọ. Cái người mà hồng thọ đó thì dẫu già cách mấy đi nữa đó, thì cái người này đó, thứ nhất đó, là cái sức khỏe của mình đó, là trong cái tuổi già đó vẫn có thể đi đứng được, vẫn có thể tự lo cho mình được, ví dụ như tự ăn, tự uống, tự tắm, tự rửa được. Cái nữa là người này đó là coi như trí tuệ vẫn sáng suốt, vẫn minh mẫn, dẫu là trên 100 tuổi vẫn minh mẫn, không có lẫn lộn, không có gì hết. Người này hồng thọ là cái tuổi già như vậy đó, không có phải là lang thang ở ngoài đường, mà có nhà có cửa ở tử tế, không có đói khát ngày nào, có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Người hồng thọ có được cái sự trợ giúp của người xung quanh, hoặc là con cháu của mình, hoặc là hàng xóm, hoặc là bà con, hoặc là bạn bè vân vân, thì luôn luôn được có cái sự trợ giúp đó. Thì cái người đó, cái phước báo mà trường thọ này nó thuộc về hồng thọ. Bởi vì ngoài cái chuyện không có sát sanh ra, thì những người này còn hành giới thứ nhất sâu, và năm giới người này đều gìn giữ đầy đủ hết và đều có hành giới, thì những người đó sẽ được cái hồng thọ. Còn có những người họ không có phạm cái giới sát, họ có lòng từ bi, họ cứu giúp người khác, nhưng những giới khác có thể bị phạm, những giới khác có thể không hành giới sâu. Thì những người này tuy được cái tuổi thọ nhưng mà nó rất là đa dạng. Có người thọ mà phải lang thang không nhà cửa, có người có tuổi thọ nhưng mà nằm đó, nằm mười mấy hai chục năm đó, có người nằm thì còn tỉnh, có người nằm là đời sống thực vật. Còn có người đó tới cái tuổi đó rồi đó thì đi đứng vẫn khỏe, nhưng mà đầu óc lú lẫn rồi, không có sử dụng được. Hoặc là người tới cái tuổi đó sống nhưng mà để cho con cháu nó chửi, nó hành hạ, nó tạo ác nghiệp, thì tất cả những cái khổ thọ chúng ta nhìn ra đó để chúng ta biết rằng người này có được cái giới thứ nhất, có được cái giới thứ nhất là không có sát sanh, không có đả thương, có cứu mạng sống của những chúng sinh khác. Nhưng mà những giới còn lại đó là có khi phạm, có khi là cái phần hành giới nó không có sâu, cho nên là nó rơi vào cái trường hợp gọi là khổ thọ. Đó là chúng ta nói giới thứ nhất và hành cái giới thứ nhất. Như vậy là chúng ta không những là không có làm tổn thương tới người khác, không giết người khác, mà còn cứu mạng sống những chúng sinh khác. Thì người này là cái phước báo sẽ sanh lên cõi trời. Người này có cái phước báo sanh ra làm người thì người là trường thọ, nhưng mà giữ đủ năm giới và có hành năm giới thì người này được hồng thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh và các loài hữu tình. Thì cái phần đoạn ngắn này đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta có giới thì nên giữ giới, đừng phạm giới. Đây là trì giới và hành giới nằm trong cái câu ngắn này. Như vậy, cái đoạn thọ yểu này nói về cái giới sát, nói về cái việc mà thoát khỏi cái giới sát đó bằng cách hành giới, bằng cách trì giới, hành giới. Rồi, chúng ta tiếp theo. Này ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh hay não hại các loài hữu tình, bằng tay hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác
ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, mà người ấy đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn. Này thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, với cục đất, với cây gậy hay với cây đao. Như vậy người này không có ý giết những chúng sinh khác, nhưng mà thích hành hạ những chúng sinh khác. Thì những người này đó là khi mà tái sanh đó, mà nếu không rơi vào trong những cái khổ cảnh này, mà có cái phước do nhờ những cái giới khác đó, mà được tái sanh làm người, thì cái người này sinh ra đó, là có nhiều bệnh. Sanh ra nó ương yếu, rồi nó ương yếu từ trong bụng mẹ, rồi đẻ ra nó cũng ương yếu, rồi nó cũng què quặt lớn lên vậy đó. À, cái người toàn thuốc với thuốc thôi, hoặc là toàn dao với kéo mà thôi, nay mổ chỗ này, mai cắt cái chỗ kia, chỗ nọ hết, thì tất cả thì chúng ta thấy là sẽ rơi vào cái này, cũng là giới thứ nhất, nhưng mà nó thấp xuống một chút, tức là nó không nằm trong sân ác, mà nó nằm trong sân độc. Và cái não hại mà nói đây đó, là chúng ta phải hiểu nó có hai cái não hại. Cái não hại mà chúng ta vừa đọc đó, thì cái não hại này nó thuộc về não hại mà nó phạm đến cái thể chất. Còn nó có một cái loại não hại nữa, là nó não hại cái tâm của người khác. Có hai loại não hại. Cái não hại về thể chất người khác đó, thì cái chúng sinh này đó mà có cái phước làm người đó, thì nó sẽ là nhiều bệnh què hoặc ương yếu cả đời. Nhưng mà não hại về tâm của những người khác đó, là cái người này sanh ra là nó gọi là nó bị bệnh thần kinh. Mà nó cái đó đó, nó cũng phải là phối hợp với cái giới thứ năm, mà phạm cái giới thứ năm đó, thì là nó điên loạn nhanh. Thật ra pháp thế gian thì chúng ta thấy rằng não hại cái người khác vào thể chất không độc ác bằng não hại về tâm. Hành hạ về tâm là kinh khủng hơn. Cũng như mình học cái chuyện Kiều của Nguyễn Du đó, mình thấy cái cô Thúy Kiều là cái người tài tình, người tài hoa, nhưng mà nặng cái con đường của tình ái và của cái tình cảm. Còn cái nàng Quảng Thư đó, thì đây là con người tài trí, mà cái trí của người này đó, nó gọi là nó quá sắc sảo và quá ranh mảnh, cho nên là khi mà đánh ghen là đánh cái đòn cân não, đánh cái đòn cân não chứ không có đánh vào thể chất của Thi Kiệt. Cụ thể chưa? Đánh cái đòn cân não. Biết chồng mình đem vợ bé về, biết rõ như vậy, nhưng mà không có nói cái gì để đụng chạm hết, cũng không cho người đánh đập, cũng không có bạc đãi bằng cách không cho ăn, không cho uống, lột y lột áo, không có làm cái chuyện đánh cái đòn cân này. Biết cô này là người làm thơ đàn hát dân rượu, là nghề của ca kỹ ở trong lầu xanh, mà lầu xanh lầu hồng là đào tạo những người kỹ nữ như vậy mà, cho nên cho sử dụng. Nhưng mà dâng rượu cho vợ chồng mình trong cái ngày xuân hội, để mà đôi bên đó nhìn tạng mặt nhau, khóc mà nước mắt không chảy ra được mà phải chảy vô trong. Dâng cái chén rượu lên uống không được mà cả hai phải đắng lòng. Đó là cái đòn cân não. Mà cái trận đánh ghen này đó, nhớ không biết bao nhiêu kiếp, làm cho đứng không được, ngồi không được, khóc không được, mà cười cũng không được. Nhìn mặt nhau mà không dám nhận ra nhau. Đó, đánh cái đòn cân nào, đòn ghen.
Rồi có dịp rồi cũng sẽ phân tích cho quý vị thấy là cái cô quản thư này đó tài trí ở chỗ nào. Mà cái chữ trí đây đó, xin nói rõ đó, nó là cái trí thế gian mà nó đi vào pháp bất thiện, chứ không phải là trí đây, là trí thông minh thuộc về tâm linh. Nhưng cô này vẫn có cái nhân ái, chứ không phải là không có nhân ái đâu. Nhân ái ở chỗ nào? Ở chỗ là biết rằng đó, mình đưa người ta vào trong cái nghịch cảnh mà mình hảo não hại cái tâm trí người ta vậy đó, là dứt khoát không thể nào người ta dám ở đây được. Người ta phải ra đi, tạo điều kiện cho ra đi. Nhưng mà cái điều kiện này á, cho người này phạm thêm một cái giới nữa. Cho nên đó là sau khi mà nói rằng là mình hiểu được cái hoàn cảnh hai người như vậy rồi đó, thì bây giờ đó là cô này có cái ý nguyện là thôi bây giờ chỉ hướng về cái chuyện tu tập thôi. Thì mới cất một cái am riêng cho người này ra ngoài, là để mà ngày đêm gõ mõ tụng kinh hành trì mà sám hối cái đời của mình. Cái người này biết chắc rằng đó là cái ông chồng nó sẽ nhảy rào qua để nó tâm sự. Cho nên là ngày hôm đó đi vắng hai ba bữa cho hai người nói với nhau. Và biết rất rõ rằng sau khi nói với nhau thì người này sẽ trốn ra đi. Nhưng một đồng bạc trong túi ông chồng cũng không có à, tiền ở trong nhà cũng không có luôn. Thì cô này phải có phương tiện để ra đi. Cái phương tiện ra đi đó là gì? Là cô không phải muốn đi ra đời mà cô muốn kiếm một cái nơi nương náu, thì ôm chuông với mỏ đi để tới chùa cho nó dễ. Tới chùa mới trình ra rằng là mình có một cái am thất mình tu, nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh không có ở được, thì xin cho là cái này nó giống như là một cái tờ giấy mà nó đóng vô cái con dấu là mình là người tu, để mà xin vô trong chùa ở, chứ hoàn toàn không có phải ăn cắp để bán buôn gì. Nhưng mà vẫn phạm giới trộm cắp. Chị thấy chưa? Từ cái giới tà dâm não hại cho biết. Bây giờ tạo điều kiện để ra đi, nhưng ra đi để phạm giới ăn cắp. Và chúng ta đây học Phật Pháp, chúng ta hiểu rằng một người phạm giới không thể chờ đợi sự may mắn được. Nên quý vị thấy cái câu này nó nói không? Tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Ủa, tôi để đó tại cô lấy đi chứ à? Ai có lỗi? Rồi đây chúng ta sẽ thấy cái từ hải ha. Cho Thúy Kiều được báo ân báo oán. Nhưng mà khi phạm quản thư xuất hiện rồi đó, không dám động đậy. Bởi vì đàn bà thì ớt nào mà ớt chẳng cay, mà gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Thì trong luật pháp quốc gia đó không có cái luật nào xử người đàn bà ghen cả. Người đàn bà ghen này không có làm cái gì mà nhục mạ chồng con của mình hết, cũng không nhục mạ cái người tình của mình. Luật pháp chỉ xử tội những người phạm giới. Thứ nhất cướp chồng người ta, cái thứ hai ăn cắp đồ người ta, xử đi. Vì thấy não hại chưa? Đây là trận đánh ghen cân não. Nhưng đó không phải là con đường của tâm linh, mà nó là con đường của ác nghiệp, râm ma của người thế gian. Cho nên cô Kiều này lụy một chữ tình. Còn cái người này đó, nó lụy trong cái thâm sâu, mưu sâu kế hiểm của mình, chứ không phải là cái người mà có một cái đức độ về mặt tâm linh để cảm hóa người này. Cho nên người ta thu phục người khác đó, một là người ta có cái nắm đấm bằng sắt thì người ta thu phục người khác, hai là người ta có cái ác để người ta quản lý người khác. Đây nó chính là não hại này. Và pháp thế gian này không phải chỉ trong cái xã hội đen mới có thể dùng hai cái này mà não hại người khác. Trong gia đình chúng ta cũng sử dụng hai cái này. Kiểm tra lại sẽ thấy. Cho nên khi mà cái phước báo mình không có đầy đủ đó ha,
thì chúng ta sẽ lâm phải trường hợp này. Khi sự sáng suốt chúng ta không đầy đủ đó, chính chúng ta là những người não hại bằng hai phương tiện này hoặc một trong hai phương tiện này, thì cái hậu quả chúng ta thấy đấy. Hậu quả là nó sẽ bệnh hoạn về thể chất và nó bị điên đảo về mặt tâm linh. Tiếp theo, nhưng ở đây này thanh niên có người đàn bà hay người đàn ông tánh không não hại các loài hữu tình với tay hay cục đất hay với cây gậy hay với cây đao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thiện thú vân vân, người ấy ít bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn, tánh không não hại chấm chấm với cây đao. Thì như vậy người này giữ giới, giữ giới thì ít bệnh. Giới thứ nhất đó, không não hại mình cũng không có não hại những chúng sinh khác. Thì trong cái phần này đó là nhiều lần sư cô giảng, bây giờ nhắc lại thôi. Trong cái giới thứ nhất thì sư cô có nói vậy, là như trong cái bài này nói là mình không có dùng đau, cũng không có dùng gậy gộc, mình không có não hại về thể chất hoặc là cái tâm linh của bất cứ ai. Nhưng trong cái giới thứ nhất này, phần lớn chúng ta phạm phải đó là chúng ta não hại chính bản thân mình và chúng ta ngược đãi cái thể chất của mình. Ngược đãi cái thể chất bằng cách gì? Bằng cách nhịn đói, giận quá nhịn đói không ăn, bằng cách là bệnh không thèm uống thuốc, bằng cách là treo cổ chết, bằng cách là cắt mạch máu, bằng cách là uống thuốc, bằng cách là nhảy xuống sông, bằng cách nhảy xa hơi. Đó là chúng ta não hại về thể chất, ngược đãi về thể chất của chúng ta. Và chúng ta đây ác với chính mình. Và chúng ta để cho đó những cái nỗi đau khổ, sự vằn vặt, cái sự bức xúc, cái sự hiềm hận đó, nó làm cho chúng ta đó ngày đêm đó bị nhuốm trong cái tâm tối, là do mình não hại chính mình mà mình không biết. Cái đó mình không nhìn ra. Mình chỉ biết rằng người ta xấu ác với mình không có xấu ác với người ta. Mình có phước rồi. Nhưng mà cái phước này nó không trọn vẹn nếu như mình xấu ác với mình. Mình không não hại người ta mà mình não hại mình, thì cái đó nó còn khủng khiếp hơn não hại người khác. Bởi vì chúng ta não hại người khác đó, người khác có thể chống đối lại, người khác có thể phản kháng lại, thì chúng ta rụt lại, chúng ta không dám. Nhưng mà khi mình não hại mình á, mình não hại suốt luôn, không có ngừng nghỉ lại. Nhớ tới là khóc, nhớ tới là khổ, nhớ tới là hận, nhớ tới là muốn tự giận chết. Đó là mình não hại mình suốt luôn. Và khi mình chết như vậy đó, mình tái sanh cũng não hại. Soi cái gương ra, thấy cái mặt lúc nào cũng u ám, chọn những màu u ám để mặc, nghĩ tới những cái cách u ám để mà thọ hưởng cái thú đau thương. Rồi đó là trong cái tái sanh đó, từ trong cái mà mình não hại mình đó, nó hình thành một cái thói quen, và bây giờ đưa đến não hại người khác. Và đây hình thành một cái thú vui. Cho nên quý vị thấy không, nam và nữ đó, cái kết hợp để người ta gần gũi nhiều nhất đó, nó nối bằng con đường tình dục. Nhưng mà nó có cái cách thức của quỷ ở trong đó, là do cái bản chất của người này đó, nó có sự bạo dâm. Đó, quỷ dữ đó. Nhưng mà quỷ gặp quỷ thì nó sẽ hành xử bằng cái con đường đó. Và nó không hành xử bằng cái con đường đó, nó cảm thấy thiếu thốn, mà nó không biết tại sao. Không biết tại sao mà không thoát ra được. Và nó nhẹ hơn nữa là đối với người hôn phối, nó thích đánh đập, nó thích chẹt cái chỗ này, chẹt cái chỗ kia, nó đưa vào cái chỗ khổ. Biết vợ mình thích cái này, biết chồng mình thích cái này chẳng hạn, chẹt chơi. Nó hiện ra trong cái đời sống mà hai bên nó là nhân quả với nhau, nó hiện ra. Nhưng mà mình đó, nhìn vào pháp thế gian mà mình không nhìn vào pháp tâm linh, không nhìn vào chân đế mà nhìn vào tục đế, cho nên thấy đây là chồng là vợ, thấy đây là
cái sở thích của chồng của vợ để mà chiều nhau, để được có nhau trên cuộc đời này, mà không có nhận ra trong cái giờ phút đó, trong cái đoạn đường đó, người ta đã ứng xử bằng cái tâm của ma quỷ hay tâm của con người, không thể nhận ra. Đó là cái vô minh, đó là cái si dại của mình vì ái dục mà mình như vậy. Hiển rõ mà. Có người biết rất rõ, nhưng bị câu thông về xác thịt, cho nên là cái dục vọng về thể chất nó rất là thấp hèn, nó lôi cuốn xuống, cho nên tâm tối luôn. Ở với quỷ mà không biết, nó hành hạ, nó đánh đập, nó chửi rủa, nó chèn cách này cách khác. Khi chịu đựng không được, chạy trốn đi. Nó tìm cho được, nó quỳ nó lại, nó nói lời sám hối, nó hứa hẹn trăm chiều quay về. Được vài bữa, vài tháng, vài năm, cảnh cũ vẫn y nguyên. Vì bản chất của những chúng sinh này, nó hưởng thú đau thương. Đó là nó não hại nó, và nó não hại tất cả những người này. Và cái đó là cái niềm vui của nó, đó là cái sự sống của nó. Và chỉ có quỷ dữ đó mới hưởng cái sự đau đớn, cái sự thống hận, cái sự khốc liệt. Chừng nào thì nó vui vẻ chừng đó. Chúng ta không nhận ra được cái giá trị tâm linh này, cho nên là chúng ta đây đó cứ ngập trong cái biển khổ. Bây giờ chúng ta lấy ý kiến nha, toàn thể thế giới này, mọi người hãy lấy cái cân lên, mà cân những cái năm tháng chung sống với nhau đó, thì phải hiểu rằng đó là cái đau khổ với cái an vui này bao nhiêu, thì làm cái cân đi, thì phải biết là cái mối quan hệ chồng vợ này á, nó ngụp ngụp lặn trong cái biển khổ, chứ nó không có ngoi lên được. Cái người ngoi lên được phải là cái người có cái phước báu thuộc về trí tuệ tâm linh rất lớn mới có thể nhận ra được. Và trong nhà Phật có nói rằng nhận ra thế nào là pháp tục đế và thế nào là pháp chân đế. Và chúng ta hiểu rằng pháp chân đế chi phối pháp tục đế, nhưng do vô minh chúng ta để tục đế che lấp cái chân đế đi, và chúng ta ngập trong cái bể khổ mà chúng ta đây không có đi ra được. Cũng giống như sư cô nhiều lần có nói nè, đây là cái lưỡi kiếm mà nó thoa đầy mật liếm lên ha, liếm lên nó ngọt á, nhưng mà đứt lưỡi hồi nào ra nó chảy máu ra, thì lúc đó là không những liếm mật mà đếm cả máu của mình, nó có một cái hương vị rất đặc biệt, là nó vừa ngọt ngào, nó vừa là cay đắng ở trong đó, mà nó chính là cuộc đời. Và mình nói nè, đời thì nó phải có chua cay mặn ngọt, thưa quý vị, không, cái vị nào nó ra cái vị đó, do mình trộn lẫn cái thực chế về quả nghiệp á. Sát na này thiện thì quả thiện, mà sát ca kia bất thiện là nó bất thiện. Do cái mê mờ, do cái mũi lưỡi của mình mà mình trộn lẫn nó thành một cái thức ăn của chúng sinh mê muội, chứ không phải là con đường của nhân quả. Con đường của nghiệp quả cực kỳ rõ ràng, chỉ có chúng ta không rõ ràng mà thôi. Cho nên là trong cái đoạn tới này thì Đức Phật giải thích rằng chữ giới đi. Từ bây giờ đây, phần tiếp theo nói: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông phẫn nộ, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, do nghiệp ấy thành đạt như vậy. Cõi dữ, đọ xuống cõi dữ đó, cõi xấu, sắc xấu. Con đường đó đưa đến sắc xấu này thanh niên, tức là phẫn nộ, bất mãn. Thì như chúng ta nói thế này, là cái tâm sân, nó đi ba cấp độ, là sân nó khởi lên, rồi nó khởi cao hơn nữa, nó gọi là sân độc. Và nó khởi lên cái đỉnh của nó, là nó sẽ là cái sân ác. Thì cái sân ác này đó, nó phạm cái tội đó là coi như đoạt cái mạng sống của chúng sinh khác. Còn cái sân độc này á, nó đi tới cái chỗ não hại những chúng sinh khác. Rồi đó, để lại cái hậu quả đó là người này có cái tánh đa sân. Nói theo ngôn ngữ đời thường là người này tánh nóng dữ lắm. Đụng vô là giật, đụng vô là giật, đụng vô là giật. Cho nên đụng tới thì người này đó
là bị cái này. Mà bị cái này là do cái gì? Bị cái này nó do đó là cái ngã của mình lớn quá. Cho nên là mình yêu cái ngã mình dữ quá. Nhất là mình bị hành hạ bởi cái chữ tham này, dính mắc vào cái ngã, dính mắc vào cái tôi, dính mắc vào cái của tôi, dính mắc vào những cái cho rằng thuộc về tôi. Và vì cái chỗ đó đó mà cái tất cả những cái tiến triển này nó hoành hành trong nhiều kiếp. Và bây giờ trong kiếp này nó để lại một cái hình ảnh rõ nét nơi tâm tính chúng ta là tánh mình rất nóng. Mình thấy rõ luôn, mình thấy rõ luôn. Và xin nhắc lại thế này, người nào trong đời này đó mà đã phạm vào trong cái đỉnh này, tức là đã phạm vào cái ác nghiệp sát sanh này đó, thì 100% tánh nóng lạ thường, không có miễn nhiễm. Và càng ngày nó càng tăng lên. Trừ khi người này biết sám hối, trừ khi người này biết tạo phước để hồi hướng, hồi hướng cho những cái chúng sinh mà mình đã giết rồi, hồi hướng cho bản thân của mình để được trí tuệ, thì nó sẽ từ từ, nó sẽ không có tăng lên mà nó sẽ nhẹ lần nhẹ lần nhẹ lần, không? Nhẹ lần nhẹ lần. Khi người ta siêu thoát rồi thì mình cũng nhẹ lần, bởi vì mình tăng lần cái phước báo lên. Còn nếu không, con đường của nó là gì? Tại sao vậy? Nó phải đi như vậy để cái giờ mà mình ra đi đó, nó mới bắt những cảnh xấu, nó mới đi vào đọa xứ, nó mới đi vào khổ xứ, nó mới đi vào ác xứ, nó mới đi vào địa ngục. Là ngay bây giờ cái tấm sân khởi này. Rõ như vậy. Cho nên khi mà chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta làm người thì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả thiện này. Nhưng mà trong đó đó, cái sở hữu tưởng mình nó chứa đầy đủ hai cái pháp này. Và trong cái suốt cái cuộc đời của mình mà mình đẩy được những cái pháp thiện này lên á, là coi như mình hoàn thiện được một cái phần của cái chuỗi luân hồi của mình. Đó là mình hoàn thiện được một kiếp sống, thì mình đẩy lùi những cái pháp bất thiện này, đẩy lùi được, làm cho nó giảm xuống được. Còn nếu mà mình phạm giới từ thấp lên tới cao thì những cái này nó tăng lên, tăng lên. Và khi nó tăng lên mà nó xóa mờ hết thì con đường tâm tối đó nó đi khỏi được. Cái công thức về mặt tâm linh rất rõ. Và cái này đó, khi mà mình hành trì về mặt thiền đó, mình thấy rõ lắm. Thiền trong đời thường cũng thấy luôn, không cần phải ngồi thiền đâu, thiền trong đời thường vẫn thấy. Là khi mà cái tâm sân của mình nó khởi lên á, cái người mình nó nặng, người mình nó nặng nề. Hoặc là khi á, ví dụ như mình nói là trong cái pháp bất thiện đó, là cái bệnh nó phụ thuộc về pháp bất thiện. Khi mình bệnh như vậy, cái người mình nó nặng nề, thì cái trọc khí mà. Thành ra tất cả những cái pháp bất thiện này nè, nó phải đi xuống cõi thấp. Và khi mà người ta nói rằng là địa ngục nó chỉ có trong tâm mình thôi, không phải gì đâu, không phải nó ngừng lại chỗ đó. Địa ngục có trong tâm đúng có một phần thôi. Một phần nữa là cái thực tế địa ngục có thật. Bởi vì sư cô nói là nó ở trong cái cõi thấp mà. Cho nên mình từ cái mặt đất này, đấy là từ cái mặt đất mình sống đi. Và khi những cái này, cái pháp này nó nặng nè, nó trì xuống nè. Cái gì biết là đây là cái trái đất này. Và cái lõi của trái đất á, là cái sức nóng nó khủng khiếp nhất. Thì những cái địa ngục mà xấu nhất nó nằm gần cái khu vực này. Và nó đi như thế. Các cái tầng địa ngục nó đi. Nó đi vào trong lòng đất. Như vậy khi mình nói 31 cõi, thì 11 cõi đó là cõi người nè. Cõi người nó nằm đây, nó nằm trên mặt đất. Cõi chư thiên là nó cao hơn nè. Tất cả những cõi khổ nó nằm đây, nó nằm trên mặt đất với con người, hoặc trong lòng đất từ cấp độ một phép. Nó có cái cõi của nó. Cõi là nơi có thể sống được. Mà nó đọa xứ là cái xứ, là cái nơi ở mà càng lúc càng chìm đắm. Nơi ở mà càng lúc càng bị cái tâm tối nó trì kéo, khó
mà vui lòng. Cho nên chúng ta học giáo pháp không phải một sớm một chiều thành Phật. Không phải mình thuộc giáo pháp, mình hiểu giáo pháp, mình hành nổi đâu. Để mà tập hành trì, để mình biết rằng đó, mình còn nặng nghiệp lắm. Chính xác là mình nặng cái quả nghiệp này lắm. Và chính xác là mình còn gieo trồng nữa. Nó còn nặng nề lắm, nó không phải dễ vỡ ra đâu. Nhưng mà khi chúng ta rơi bất cứ cảnh giới nào mà chúng ta nhận ra được thì chúng ta mới ngoi lên được. Còn không hiểu biết, không nhận ra, không có ngoi lên được đâu. Bởi vì cái nỗi buồn nè, nó sẽ đè xuống, lại là tiếp tục cái sự não hại mình trong cái tâm tối nữa. Vì thấy bao nhiêu người không? Nghĩ rằng bây giờ đó, mình ở trong cái hoàn cảnh này, cái nhà mình nghèo, ba má mình bệnh tật thế này, đói ăn thiếu uống gì đủ thứ hết trơn rồi đó. Bây giờ ra khỏi cái nước này đi thì nó sẽ tươi sáng hơn. Nó đâu có đi ra khỏi cái quả nghiệp của mình đâu. Cây khô tưới nước cũng khô mà vẫn nghèo, đi đến xứ mô cũng nghèo. Nhưng mà có một cái không nghèo á, mà ở đâu cũng thoát được á, là không có buồn. Bởi vì buồn khổ là nghèo nàn, là thấp hèn trong cái tâm trí. Đây là pháp bướng thiện mà. Mình cứ thoát ra đi. Tại vì khi mình thoát ra được á, thì mình câu thông với phước báo, câu thông với quả phước. Không bao giờ quả phước rổ xanh khi tâm của mình trong cái nỗi khổ, trong nỗi buồn, trong cái tâm tối, không câu thông được. Cũng như bây giờ mình nói nè, cái tâm mình à, nó như cái nước mực nó đen ngòm như thế này, mà bây giờ có cái người thương mình á, rót cho mình một cái ly nước trong đổ vô, uống không được mà nó đen luôn. Cho nên tất cả những cái quả phước mình không thể trổ sanh được nếu mà chúng ta đang não hại cái tâm của mình. Bây giờ chúng ta ở bất cứ đâu mà quả phước chúng ta trổ sanh thì chúng ta thoát khỏi tất cả những cái quả mà nó đưa chúng ta vào trong cái thoái đọa, trong cái hạn kém lên. Vậy thì cái nỗi buồn của chúng ta nó cũng nằm trong cái tâm tối này đây. Sao mình không khóc? Cho nên là khi đi cùng cực của sự cùng cực, trên những cái bước đường, trên cái thế gian này, trong từng mảnh đất của những cái xứ sở ở khắp mọi nơi, mà chúng ta ngỡ là thiên đàng đây, nhưng mà chúng ta đi trong cái nghiệp và cái quả nghiệp của mình. Cho nên cuối cùng đó, người ta không những người ta chết, mà người ta bắn hết người thân của mình để cho những người đó không khổ mà. Nhưng thật ra người ta đang ở cái đỉnh cao của cái ác nghiệp, nó nằm ở cái trong chỗ là sát hại mình và sát hại những người thân của mình. Thấy rõ chưa? Chứ đâu phải trên thế giới này không có người nhảy cầu để mà chết, không phải có người bắn vào đầu để mà chết. Tự giận nhiều thứ, nhiều hình thức mà, toàn thế giới này mà. Vậy chỗ nào là thiên đường? Chỗ nào cũng là thiên đường hết, mà chỗ nào cũng không phải là thiên đường cả. Bởi vì nó nằm trong quả nghiệp và nghiệp của mình. Hai cái đó mà thôi. Nếu chúng ta bị một cái quả nghiệp xấu mà chúng ta biết gieo trồng cái tốt, là chúng ta ra khỏi cái mảnh đất xấu. Còn nếu chúng ta bị cái quả nghiệp xấu mà chúng ta ứng xử bằng cái buồn khổ của mình đó, thì cái này chỉ có đưa vào chỗ chết mà thôi. Đưa vào cái chỗ tâm tối thôi, đưa vào cái chỗ tuyệt vọng thôi. Và cuối cùng là chúng ta phạm giới sát, sát hại mình, sát hại người khác. Vì thấy đau đớn không khi người ta nhân danh cái tình thương để người ta tạo ác vậy? Vì mình bây giờ cùng quẫn rồi, nếu mình chết mình để lại con mình nó khổ biết bao nhiêu, nó khổ. Cho nên bây giờ giết con trước đi, rồi hãy giết mình để cho tất cả cùng chết, cho không đau khổ nữa. Nó có giải quyết được. Mà cái khủng khiếp nhất á, hai đứa con chết rồi mà bây giờ mình không chết,
để bây giờ đứng trước tòa, để bây giờ phải ở trong tù mà chiêm nghiệm cái nỗi đau mất con. Vì đâu có ác với con, nhưng vì vô minh, chúng ta đã nhân danh một cái tình thương để chúng ta làm cái đau đớn, cái khủng khiếp nhất cho cái người bị giết. Chị thấy không? Không có sáng rõ mà. Nói đi. Và chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói rằng cái thế hệ trước đó dạy cho con cháu đó hôn nhân là tất cả đời mình. Cái thế hệ ngày hôm nay dạy khoa bản là tất cả đời mình. Và vừa rồi sư cô nghe một cái tin đó, hai ông bà này có một đứa con trai duy nhất thôi, và kỳ vọng nó rất là nhiều, và nó cũng cố gắng để được như vậy. Nhưng mà giờ cuối cùng của nó rớt vào đại học, và nó không chịu nổi cái chuyện mà nó tự thất vọng về nó, và cha mẹ nó thất vọng về nó. Nó mua cái súng gì đó không biết, nó bắn từ bên đây qua bên kia mà nó không chết, mà nó bắn làm sao mà nó phù qua bên đây một cục như thế này. Và bây giờ nó nằm như thế, nó nói lẩm nhẩm như thế này mà chỉ chờ chết mà thôi. Kỳ vọng đi, khoa bản đi, để được trả một cái giá này. Và bây giờ cha mẹ ôm con nằm trong bệnh viện rồi chỉ có nước mắt rơi xuống mà thôi, chứ không có nuốt được cái gì này. Con nó cứ nằm, hai con mắt nó mở trao tráo thì nó phù ra một bên, mà nó cứ nói lẩm nhẩm. Khoa bản đi và hôn nhân đi, để cho khi người ta phụ bạc mình, người ta đối xử mình không ra gì, mình chỉ có con đường duy nhất là con đường chết mà thôi. Và để bảo vệ cho con mình thì phải giết nó chết mà thôi. Tại sao tâm tôi đến như vậy mà không nhận ra? Tại sao não hại chúng sinh khác, làm cho nó không những não hại về thể chất, nó còn não hại về tâm linh, và bản thân mình cũng não hại về thể chất và tâm linh của mình? Không thấy cái đó là ác nghiệp sao? Không thấy cái đó là con đường của đọa lạc sao? Không thấy. Tại vì coi hôn nhân là tất cả, tại vì coi khoa bản là tất cả. Không có coi cái trí tuệ tâm linh của mình là tất cả. Tất cả chúng ta đây là ở trên một cái sàn sân khấu, để mỗi một cái giai đoạn chúng ta bước lên sân khấu, chúng ta diễn một cái vai trò. Mà chúng ta đang diễn vai trò của cái nhân vật chánh diện hay nhân vật phản diện, phải nhận cho ra. Nhân vật phản diện có nghĩa rằng khi bước xuống sân khấu đó thì chúng ta lãnh cái hậu quả. Nghĩa là khi chúng ta rời khỏi cái thế giới này thì chúng ta nhận cái hậu quả mà thôi. Cho nên chúng ta đóng cái vai viễn là người cha, vai viễn là người mẹ, vai viễn là người chồng, vai viễn là người vợ, vai viễn là người con. Tất cả những cái vai diễn đó phải thể hiện cái nhân vật chánh diện là mình đây. Còn nếu không, chúng ta đi vào nhân vật phản diện, hoặc chúng ta trộn lẫn giữa chánh diện và phản diện mà không hề nhận thức ra. Và tất cả những cái đó để đưa đến sự thoái đọa mà thôi. Cho nên là cái người này mà những cái giới khác giữ được đó, thì cái người này sanh ra đó là cái sắc, có nghĩa là cái hình tướng là một, cái sức khỏe là hai, là nó không có tốt. Nó gọi là xấu sắc, tức là tướng mạo thì xấu xí mà sức khỏe thì không tốt. Thì cái đó là do cái tánh nóng của mình, cho nên là ai đụng tới thì bất bình, là phẫn nộ, là chống đối, và tỏ lộ cái sự việc đó một cách rõ ràng. Thiếu cái sự sáng suốt thì cái người đó sanh ra sẽ bị xấu sắc. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dẫu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, không phẫn nộ, không sân hận, không chống đối, và cũng không tỏ lộ phẫn nộ, không tỏ lộ sân hận, không tỏ lộ bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thiện thú, đẹp sắc, vân vân.
con đường đó đưa đến đẹp sắc. Này thanh niên, tức là không phẫn nộ, không bất mãn. Và cái này đó, sư cô cũng có kể một cái chuyện về thiên cung sự cho cái lớp này nghe rồi. Đó là có một cái thiên nữ, có một cái thiên cung nhỏ trên cõi trời. Và khi Ngài Mục Kiền Liên đi lên thiên cung, thì cái vị thiên nữ nhỏ này ra đảnh lễ Ngài. Thì Ngài mới hỏi rằng là do tạo được cái phước gì mà thiên nữ lại được ở trong cái thiên cung như vậy. Thì cái cô thiên nữ này rất là thật ha. Nó nói là bạch tôn giả, con không có làm cái phước gì hết á, con là kém phước nhiều đời nhiều kiếp lắm. Mà cái kiếp trước khi con làm thiên nữ đó, nhà con nghèo lắm đến đổi ba má con nuôi không nổi, cho đưa con đi ở đợ từ lúc 7 tuổi. Mà vô ở đợ thì người ta sai giặt, người ta sai hoài, chạy hoài, nó mệt dữ lắm, cho nên lúc nào con cũng buồn ngủ hết. Mà người ta cho ăn thiếu, cho nên lúc nào con cũng đói hết. Mà con nó mới làm vậy, con thấy đồ ăn để đâu con bóc đó con ăn, tại con đói quá, thành ra con ăn cắp thức ăn người ta ăn. Mà con trốn được, con lủi vô cái góc nào con ngủ được rồi con ngủ thôi. Và người ta có nói gì người ta nói đi nữa thì con cũng chỉ có ăn như ngủ thôi, cái tánh con nó vậy đó. Tại vì con khổ quá. Nhưng mà khi ông bảo chủ, bà chủ đó chửi con, đánh con, nhục mạ con, thì con mới nghĩ vậy, con có lỗi rồi, tại vì con có ăn cắp đồ ăn, bóc đồ ăn của người ta ăn, con có lủi trốn bỏ việc để mà ngủ. Thì ông chủ chửi là phải rồi, bà chủ đánh là phải rồi, nhục mạ là phải rồi. Nhưng dầu sao ông chủ bà chủ cũng tốt, tại vì không có đuổi ra đường, không có trả về cho ba má, về ba má còn đói nhiều hơn nữa. Thành ra con cũng cảm ơn ông chủ bà chủ. Rồi đến lúc con lớn lên á, 18, 19 tuổi thì cái bệnh này nó cũng không hết. Tại vì nó cũng vẫn có làm biếng, rồi nó cũng có ngủ, rồi cũng còn ăn cắp còn tợn hơn. Tại vì lớn ăn nhiều hơn cho nên ăn cắp ăn nhiều hơn nữa. Thì người ta nhục mạ nhiều hơn nữa, ta đánh đập nhiều hơn nữa. Nhưng mà con cũng thấy là con có sai rồi. Và con cũng biết là ông chủ bà chủ rồi cũng có cái lòng tốt, cho nên không có đuổi con ra đường. Chứ đuổi con ra đường con sống làm sao, không biết cách gì đâu mà con sống. Thành ra con cứ ở và con cứ bị vậy. Mà con cũng thấy cũng có cảm ơn ông chủ bà chủ. Rồi sau khi mà con chết rồi thì con mở mắt ra, con thấy con có cái thiên cung rồi, con thầm thiên nữ, con cũng biết tại sao. Thì tôn giả Ca Diếp mới nói này nè, là bởi vì đó con không có lòng sân hận. Con biết con có lỗi, con nhìn thấy cái lỗi của con. Và cái lỗi đó con phạm thì con nó phải nhận cái hậu quả là người ta đánh, người ta chửi mình. Nhưng mà con cũng có đủ cái nhân hậu để mà nhận ra. Trong cái nhân hậu này nó có cái sáng suốt để nhận ra là những người này tốt với mình. Do mình làm sai mình phải nhận cái hậu quả đó. Nhưng người ta vẫn tốt là người ta cho mình có công ăn việc làm, có cái chỗ ở để mình không phải khốn khổ hơn. Vì cái tâm không sân đó, vì cái trung hậu đó, vì một chút sáng suốt đó mà thân doại mạng chung đó, con có một cái thiên cung nhỏ và trở thành một thiên nữ nhỏ ở đây. Thì đây là cái câu để mà giải đáp cái chuyện đó, nó nằm trong cái đoạn này để giải đáp cho mình thấy rằng đó là khi mà không phẫn nộ đó thì nó không có xấu sắc. Nó không xấu sắc mới là trở thành một cái thiên nữ. Quý vị thấy rõ chưa? Và cái phước báo là lại có một cái thiên cung nhỏ. Thì cái con đường đó là cái khi mà chúng ta kiềm chế được cái sân hận, kiềm chế được cái phẫn nộ của mình, thì đó là cái phước báo cực kỳ lớn. Và chúng ta nhớ trong luật mà cũng có trong kinh Pháp Cú đó, là cái người thọ tỳ kheo không có được chặt cây đốn cây. Luật là như vậy. Thì nó phát xuất từ một cái câu chuyện mà nó nằm trong cái vấn đề mà sân hận và kiềm chế cái sân hận đây. Thì cái mùa an cư đó, sau khi an cư rồi thì Đức Phật cho phép một số cái chư tăng ở trong đó là được độc cư, tức là được có một cái lưu cấp riêng để mà tu tập riêng.
mà chứ không có chung nữa. Thì mà bá tánh ở nơi đó, đó người ta thấy những cái vị trưởng lão lớn tuổi rồi thì người ta mới đốn cây, người ta cất am thất để dâng cho các vị trưởng lão với những người lớn tuổi trước. Thì những vị tăng mà trẻ trẻ mới nghĩ rằng mình ngồi mình chờ bao lâu trong khi mình có sức như thế này, thì những người đó là họ mượn dao họ rửa rồi họ đi đốn cây để họ làm cái cốc riêng cho họ. Thì có một cái vị tăng này đó đi tìm mấy tiếng đồng hồ, sau đó là thấy một cái cây dừa ý đó là mới rút cái rửa ra để chặt. Thì một cái quỷ dạ xoa ở trên cái cây đó đó nó mới nói với cái vị tăng này, nó nói: ông Sa Môn ơi, ông đi tìm cái cây khác đi, bởi vì tôi đây có con nhỏ đó, cho nên là không có thể nào di dời được hết á, ông đi tìm cái cây khác đi. Thì cái vị Sa Môn này mới nói rằng là: ta đi từ sáng tới giờ mới được cái cây dừa ý, nhà ngươi thì di dời dễ hơn chứ ta đi tìm một cái cây khó hơn. Thì cái giả xoa này nó mới là bồng cái đứa nhỏ mới đưa ra, mới nói này: ông Sa Môn, ông nhìn con của tôi còn rất nhỏ đây nè. Nhưng mà khi cái người này vừa nói vừa đưa cái đứa con ra thì cũng là cái lúc cái vị này nói rằng: ngươi đi tìm một cái chỗ ở khác dễ hơn ta đi tìm một cái cây. Thì hai bên vừa nói thì cái người này cũng vừa đưa con ra, thì cái người này cũng đưa con dao để mà chặt cái cây đó, thì nó chặt đứt luôn một cái cánh tay của cái dạ xoa con. Thì cái dạ xoa mẹ đó là coi như là giống như giận sôi máu lên và mới nghĩ nè: với cái thần lực của ta đó, ta có thể bẻ gãy cổ cái vị tăng mà này đó là trong tích tắc mà thôi. Nhưng mà dạ xoa suy nghĩ lại, cái vị tăng này có thầy, thầy là Đức Thế Tôn, ta không thể nào phạm lỗi với Đức Thế Tôn. Cho nên đó, nếu như ta ngày hôm nay dùng cái thần lực của ta để bẻ cổ cái vị tăng này, thì khắp cái khu rừng này đó, những cái thọ thần, những cái giả xoa ở trên cây này đó sẽ bẻ cổ mọi người hết. Ta không làm cái chuyện đó, ta phải đi thẳng đến Đức Thế Tôn và ta bạch cái chuyện này. Thì cái giả xoa này đó là mới là ôm cái đứa con mà bị chặt cái cánh tay đó, là dùng cái thần thông của mình đó bay thẳng đến tinh xá của Đức Phật, thì quỳ xuống đảnh lễ mới kể hết mọi việc. Thì Đức Phật mới nói rằng là: Thế Tôn, khen cho những ai mà biết kiềm chế cái sân hận của mình. Giống như một cái người đó mà đánh xe ngựa mà điều phục được hai con ngựa đó thì mới là một cái người xà ít giỏi. Nên Đức Thế Tôn mới khen tặng dạ xoa này. Và sau đó thì Đức Thế Tôn mới ban cho dạ xoa đó là một cái cây gần cái hương thất của Đức Phật để dạ xoa ở đó. Và khi mà dạ xoa ở đó đó thì dạ xoa mới được người ta cúng bái cho thức ăn đầy đủ để sống. Thì cái câu kinh Pháp Cú mà nói rằng là cái người biết kiềm chế sân hận của mình giống như một cái người mà đánh xe biết kiềm chế hai con ngựa của mình, thì đó là cái người xả ít giỏi. Cho nên cái sự sân hận, sự nóng giận là chúng ta đây chưa có thể chấm dứt được. Nó sẽ khởi lên, nó sẽ hoành hành, nhưng nếu mình biết, mình thấy, mình hiểu rõ nó thì mình được kiềm chế lại. Cũng như dạ xoa này, nếu mà bốc lửa lên thì cái ác nghiệp phải xảy ra, nhưng mà dừng lại được, kiềm chế lại được thì dạ xoa này có phước báo. Giống như cái cô mà đầy tớ hồi nãy đó, cô thiên nữ nãy đó, thì chúng ta thấy là cái con đường mà kiềm chế cái này là cái con đường rất là tốt, không phẫn nộ và không bất mãn. Thôi chúng ta ngừng lại ở đây, rồi lần sau chúng ta tiếp.